Nhiều người già, như mới đây mới nhận một người già nè, ở An Giang đưa lên nè. Bà cụ già này bị hư con mắt, hư một con mắt. Buổi sáng đó tự nhiên những đứa đang ngồi ăn cơm, thấy con bà già là bà cụ này á, gia đình dẫn đến. Gia đình đang ngồi trên kia ăn cơm, bảo mới đi đâu, bởi đi ngang, những đứa bà đứng ngay trang cái bàn, những đứa ăn cơm mới đứng mới nhìn. Ông là ai vậy? Trời, bà này đâu đến đây kỳ cục với chợ, tự nhiên lại ngay cái bàn ăn cơm mà nói ông là ai vậy? Những đứa nói tôi là tôi. Gặp mấy bà ba trợn là mình cũng ba trợn theo luôn, tôi là tôi chứ ai. nhìn mình chút, đi vòng vòng chút xíu, người nhà dẫn đến. Thầy ơi thầy, có bà cụ này không có con, không có cháu gì hết. Còn những đứa hỏi bà ở với ai? Bà ở một mình. Bà gì mà ở một mình hả? Sao ở một mình được? Bà này bà đứng ngay chăn cái bàn, như Đức bà hỏi như Đức là ai nè, mới thì nè. Rồi bà ở một mình bà sống làm sao? Cái nó chòm sớm láng giềng, mỗi người tới giờ ăn đem lại chén cơm hay gì đó. Buổi sáng một người đến quét nhà giùm, bữa nay người này người kia giúp đỡ bà vậy thôi. Rồi có chiếc máy nghe được, chiếc máy của thầy nói chuyện là mấy cái người đó đó. Nghe nói thầy cho nên nuôi nhiều người già lắm, nên mới dẫn bà này lên đặng đưa cho thầy. Những đứa nói sao không chịu dẫn về nhà mình á. Những đứa nói chuyện ngộ ngộ vậy đó. Chứ sao? Phải trả lời là vậy chứ. Sao không dẫn về nhà ông á? Ở đây tôi đông quá trời luôn rồi, lo không nổi luôn. Mà không phải là lo không nổi về tiền bạc mà nhân sự đâu mà lo. Sao ông dẫn về nhà ông nuôi đi? Tôi nuôi đông người lắm rồi, ông đem về nhà ông đi. Ông nói dạ không. Ngon quá, ông đem ở đây mà không hả? Ôi trời, tự nhiên ở đâu đem đến đây rồi đưa cho tôi ngộ vậy? Bả đâu rồi, giấy chứng minh thì sao? Nói bả đâu có con cháu gì đâu. Những đức nói ở đây mà nhận người mà không có con cháu gì, nhận là mai mốt rồi làm sao làm giấy báo tử? Làm sao mà làm giấy báo tử đây? Mình biết trong 5-6 người này có cháu của bả, thì nhìn cái mặt thằng đó giống giống bà. mình kèm, mình nói bây giờ không có người thân gì hết á, làm sao mà nhận được bà? Rồi mai mốt làm giấy báo tử thì sao đây? Nuôi người đâu có đơn giản. Cái thằng kia nó nói ô dạ xí, con là cháu. Mày là cháu hả mày? Còn để tới giờ mày nói không có ai, bây giờ mày nói cháu là sao mày? Nó con sợ thầy không nhận. Mày mới vậy thôi, tôi lắc đầu mày luôn. Nhìn qua thấy bà già bà hư con mắt, đang nằm trong khu yếu á, nay vô đó. Nên những đứa khi nhận bà nó cũng may mắn, bà mới gặp mình thì bà đi vòng vòng cái bàn của mình, rồi bà hỏi mình là ai. Nhưng mà bà già bà ngộ ghê, linh thức bà nó khôn sao. Khi mà bà ngồi xuống bà biết những đức là sẽ nhận bà và lo cho bà đó. Tự nhiên bà ngồi im re, bà mặt bà làm nè, mặt buồn. Mặt buồn tôi nghiệp ghê trời. Buồn mà mắt bên kia một con mắt nhắm con mắt. Trời sao tội nghiệp quá. Mình nhìn thấy thảm thương quá. Thảm, thấy thảm, bả là thảm, mình phải thương phải không? Thảm thương là vậy đó. Bả thảm mình phải thương. Nhìn chịu không nổi. Cuối cùng mình nhìn bả một chút, mình nói thấy bà cũng tội nghiệp. Nhưng mà tôi nhận bà bây giờ, mấy cô mấy bà lo mà mình bây giờ. Mình kêu mấy cô mà lo cho mấy cụ qua. Mình kêu mấy cô đó qua, mình hỏi. Bây giờ có bà cụ này, những đức cũng không có định nhận bà. Tại vì bà yếu quá, vô đây mình giải quyết mới được vấn đề. Bây giờ những đức thấy bà từ An Giang lên đây tội nghiệp á, ở nhà mình. Rồi mai mốt mà nghĩ đến cái chuyện mà bà chết trong nhà mình thấy tội quá. Mà bây giờ bà tám mấy tuổi rồi, chắc sống nay chết mai. Thôi bây giờ dưỡng cái huệ mạng dùm cho bả, mà những đức thấy cũng thương. Nhưng mà bây giờ những đức không thể nào nhận tùy tiện mà giao cho mấy cô được. Bây giờ những đức hỏi mấy cô, mấy cô có thể nuôi bà cụ này được không? Hỏi cái người mà người ta lo lắng cho bà cụ á. Mình nói như vậy là có nghĩa là mình đã nhận rồi, mình mới nói gì chứ. Nhưng mà mình muốn cho mấy cô người ta phát tâm chứ. Nó lỡ có cái gì mai mốt mấy cổ không đâu thừa mình. Có gì cũng phải chịu, tại vì mấy cô hứa mà. Không hứa mà à, thì quý vị biết rằng thì mấy cô nói dạ con chấp nhận lo cho bà. Cái bà đang nhắm mắt thì bà nghe mấy cô nói lo cho bà làm nè.
Tôi nhìn mặt hai cô liền chặn. Ôi, nó bà này cũng nhặn hay bà khôn thiệt, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Đúng là sống ở nhà một mình cũng không đơn giản đâu. Còn để đi đi thì nghĩ mình là bận đồ bình thường, ngồi ăn cơm chắc là dân tầm thường, không phải là ông thầy nhận mình đâu. Bà đi nghe mới đến mới nhìn mình mới hỏi ông là ai vậy. Chưa ngộ ghê luôn vậy đó. Những đứa nhận sao những đứa biết, bà này bà biết, những đứa nói bà nghe, bà vô đây bà tu bà niệm Phật nghe chưa, buổi tối bà lo bà nằm cho bà ngủ, bà không có được đi vòng vòng chùa. Bà mà đi vòng vòng chùa là những đức cho người đưa bà đi ra khỏi chùa liền, chứ không có đơn giản đâu. Rồi sau không cho bà ở, bà vô phòng bà ngồi bà niệm Phật, bà không dám hó hé gì chứ. Mấy cô nói bà ngoan lắm. Ôi ôi, mới có 3-4 ngày thôi mấy cô cạo cái đầu qua cho bọc lưỡng. Mới vô thì tóc bà nó bùm xùm ngoài đời, vì tóc dài le que mấy cọng như lông chuột nữa. Già nó bạc rồi, tóc nó cứng, nó le que quắn quéo. Trời ơi, thì cái đầu nó le que quắn quéo rồi tóc dài gì mà nó kỳ cục quá, như là tóc ổ gà cắt lẫm chởm, nhìn bả mà hư con mắt nữa, nhìn tướng kênh kênh. Ôi ôi, vô chùa mình có 3 ngày thôi mấy cô tút một phát cạo đầu chọc lóc, cạo râu ria đồ bả đồ lại sạch sẽ. Nhưng Đức nó tém chứ mài cho bả luôn đi. Trời ơi, mới có 3 ngày thôi. Hồi nãy những đứa hồi nãy mới vô nhìn thấy nói ủa bà cụ mà mấy bữa trước nhận đâu có tiêu rồi, bà đâu rồi, cái mấy cô này bà trước mặt thầy đó. Bà đó hả? Ủa mới có 3 ngày mà sao nay bóng gì. 3 ngày thôi, bữa nay mặt mày trắng trẻo. Đúng là câu vật hiệu hay thiệt, công nhận tuyệt vời thiệt. Bà ở ngay cái phòng mà mỗi ngày mấy bà già mới dụng công tu luôn. Những đức nói đưa bà này vô ngay cái phòng mà mỗi ngày tu á, thì bà không tu bà cũng phải ở đó. Tại mỗi ngày mấy bà nó tập trung vô cái phòng đó để niệm Phật, thì bà ngồi ngay vô cái phòng ở cái giường đó luôn, là mỗi ngày là bà ở trong đó 4 thời đều ra. 3 ngày thôi vậy mà cạo đầu đồ soạn đồ lam đồ bặn đàng hoàng lại. Ngay bữa nay nhìn cái không nhìn ra, bữa đó với bữa nay khác hoàn toàn. Nó bữa nay mà mình bước vô bà gặp mình bà biết A Di Đà Phật. Công nhận đi. Ôi ơi, đúng là rèn luyện ngộ ghê luôn á. Nó mà thấy đúng là tội nghiệp. Những đức nhìn từ chỗ này, những đức nói không có chờ đến hết xíu quách mà đi tu, nghe không? Nên mấy cô ở đây còn chút xíu quách nào phải cố gắng mà tu niệm Phật, nghe chưa? Chứ đừng có đợi đến lúc không còn miếng xíu quách nào mới đi tu, nghe tờ. Hồi có nhiều bà đi vô chùa 60-70 tuổi, như đức hỏi bà có thích niệm Phật không? Dạ thích, nhưng mà con phải lo gia đình thêm 10 mấy năm nữa con mới vô chùa tu được thầy ơi. Như đức nói nữa rồi, hết xí quách nữa phải không? Bà chờ hết xí quách phải không? Ôi ơi, ngộ ghê luôn quý vị, đi tu là hết xí quách mới tu không à. Mà lạ lắm, bởi vì có nhiều người ta nói rằng trong Phật Pháp là ngộ lắm. Người ta có nhiều người ta nói là cái người phải sao mới đi tu ngộ lắm, mà suy nghĩ cũng hơi đúng đúng. Nó phải là hết xí quách rồi, hoặc là sao kìa mới đi tu. Còn ngộ lắm, có những người mình thấy họ thông minh rồi kia, họ không chịu tiếp nhận Phật Pháp. Đây là thông minh phù phiếm chứ không phải là duyên đạo quý vị à. Nó phù phiếm nên nó khổ đau te tua. Ở bên kia đậu tràng á, có cái cô này cũng là mấy cô đó tu trong chùa rồi, thấy cổ tội nghiệp, nhìn bả lùn xín ha. Trời ơi, thấy cũng tội nghiệp ghê, nhìn bả nó bèo nhèo nhỏ xíu con, nó xấu quắc vậy mà bả khổ vậy, mà bả còn hơ hơ tăng tăng cái đầu óc. Gia đình đưa vô rồi thêm một đứa con của bà nữa. Nó nói bà có con nữa hả? Rồi con bà làm sao đây? Rồi xong gia đình nó bây giờ thầy coi ở đâu gỡ giùm con của nó, giùm con của thầy. Đức nói sao đây, ở đâu cũng đem ra đây đưa cho tôi kỳ cục với thợ. Ai tạo ra sao đem đưa cho tôi kỳ cục ấy. Thằng nhỏ này ba nó đâu? Cái nói ba nó đi mất tiêu. Ba nó đi mất tiêu rồi, bây giờ đem đưa cho tôi thì kêu tôi giải quyết. Kêu tôi giải quyết thằng nhỏ tôi là sao chợ. Nói thầy ơi thì giúp giùm, thì từ bi. Nói, từ bi gì? Tôi phải từ chứ. Từ bi. Ủa là cái gì đúng mà đem vô đây cho tôi rồi, nhỏ này sao?
Nếu thầy coi chùa nào thì gỡ nó giùm cho mẹ nó đây tu đi, giúp đỡ giùm đi. Nhỏ này nó không được đầu óc ổn định, mà bây giờ con nó vậy nó không chăm lo được, thầy có gỡ con nó đâu, giúp cho nó đây niệm Phật để thầy như thế nói. Bà trợn lên, thằng bà cầm cây bà dược tôi chạy tè tua luôn thì sao trời. Ồ mà thấy nó thảm thương sao đâu quý vị ơi, thật sự mà quá thảm luôn á. Cuối cùng mình thấy mình đem đứa con qua bên kia, mình gỡ cái chùa bên kia cho đi học, còn mình để bà đây tuổi cũng ba mấy tuổi bà niệm Phật. Mà quý vị biết rằng là rồi mỗi cái giờ ăn cơm là bà cứ là bà già dài đũa cái tự nhiên bà tóc bà chạy. Mình nói chết thì kiểu này là không được, phải kêu gia đình lên đưa bà về, còn đứa bé thì cứ gỡ trong đó đi, kệ kết duyên cho bà niệm Phật vài bữa gì. Trời ơi, có những bữa mà những đức nè, rồi mấy thầy nữa ở chánh điện vừa tu đi ra thấy bà đứng ở trên lầu, bà cầm biển giải trắng làm nè, chào ba thầy. Ôi, nhiều bữa thì bà nói chào ba thầy, còn nhiều bữa thì bà nói nè, chào ba chàng trai. Mình nhìn lên mình nói thua luôn. Đúng là trong chùa, bởi vì nhiều người ta nói vô chùa, ta nói đúng là chùa gì đâu mà cái thứ ba trợn gì nó mới đi tu. Ai mà tin Phật Pháp, bởi vì quý vị coi nó khổ vậy đó. Trời ơi, mình đi tu về mà ba anh em vừa đi mà đi ngang cái khu lầu là bà đứng ở trên mới cầm miếng giấy trắng mới, chào ba chàng trai. Nói thôi được rồi, ai với đạo Phật, chào cô. Thôi kệ bà, ba chở ba chở đi bà luôn đi. Đúng là cái chùa mà gọi là bao nhiêu trăm con người gì nó không đơn giản, nên nhìn cái cảnh đời con người đúng là mỗi một người nó có một cái khổ khác nhau quý vị. Nên trong 10 năm nay những đức đi tu, những đức chưa từng đi đến một cái nơi nào mà gọi là nước ngoài, nước gì mà hoặc là đạo tràng gì, gặp vị nào để hỏi Phật Pháp hết. Mà tại sao những đức cảm giác được cái khổ của nhân sinh quý vị? Vì 300-400 người già mà những đức cảm giác được cái khổ của nhân sinh. Khi gần gũi mà tìm hiểu rồi mới thấy trời ơi sao mà người nào cũng khổ hết trơn vậy. Từ khi giàu sang cho đến khi tuổi già cũng khổ, mà từ khi mới sinh ra và khổ đau cho đến tuổi già này khổ. Còn có những người sinh ra trong một gia đình giàu có học thức rồi già cũng khổ. Có nghĩa là đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ, có hết luôn. Thì những đức kết luận rằng rõ ràng cõi đời này khổ, khổ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là ta bà khổ, khổ không thể nói hết. Ngài nói rằng khổ không thể nói hết, nói hoài nói không hết. Thì Ngài mới nêu lên để cho mình chọn. Thế giới cực lạc vui, vui chẳng thể nghĩ bàn. Đó, chọn đi quý vị. Từ cái khổ là ngay chỗ nào? Ái luyến mà sanh ra khổ. Bây giờ chúng ta niệm Phật là gì? Là giải quyết cái vấn đề ái luyến của nội tâm. Nói đây không phải có những cô trẻ trẻ mà về mà gặp chồng nói tôi không liên ai ông nữa đâu, ông quýnh tè tùa luôn. Đừng có nói như vậy, trong tâm của mình nè mình biết thôi. Coi cô kia bà nghe mình nói chuyện bà không hiểu, bởi vì bà nói với chồng bà mới nói là anh từ hôm nay em sẽ không bao giờ ai liếng anh nữa đâu. Ông nói ai dạy bà, thầy Đức phải không? Trời ơi, gì cũng lôi tôi ra chứ trời. Thấy không? Nghĩa là mấy cô nghe một khóa phải hiểu là chính mình, cái hành động mình, cái tâm mình phải biết nè. Chứ mình đừng có nói những cái điều mà người ta chưa hiểu. Đừng có nói ra làm chi. Hoặc là dù mình có nghe ông thầy ông nói chuyện vui cỡ nào, mình nghe thì lúc đó mình vui mình tu thôi. Chứ mình đừng có về trước mặt chồng đồ mà mình kể ông thầy. Mình đừng có nói ông thầy. Lúc trước cũng có một cái cô, cứ về cứ kể với chồng. Cái nhỏ công nhận đi đến chùa thầy Đức nói chuyện vui gì, vui gì, vui gì. Ông nói vui một tiếng nữa là cái bát vô mặt liền đấy, tôi vui. Có nghĩa là quý vị nghĩ đi, đừng có nên nói như vậy. Cái người mà mình chưa biết tu, người ta không có chịu chia bất cứ một cái gì cho người khác đâu quý vị à. Nhất là tình cảm. Người ta muốn lúc nào mình cũng phải đầy đặn đối với người ta thôi. Mình học Phật học làm sao mà sanh ra trí tuệ, mình phải đầy đặn với người ta là cái hình thức. Nội tâm của mình biết cái hiểu được cái cõi đời này á, duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa. Mình hiểu là tính chính mình hành trì thôi, chứ mình đừng có làm cái việc mà người ta không hiểu nó ảnh hưởng gia đình. Mình học Phật như vậy là do chính cái hành động của mình không biết quyển chuyện mình sống. Học ra trí tuệ, học ra một gia đình hạnh phúc mà không chấp hạnh phúc, nhớ nè. Học ra một gia đình hạnh phúc mà không chấp hạnh phúc, học ra một cái trách nhiệm vô cùng nhưng không chấp vào cái cuộc đời này là thật sự.
Phải hiểu biết nó là giả tạm nhưng mà không đá đổ. Như vậy thì quý vị mới thật sự là người áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống, mà cuộc đời quý vị vô cùng là an vui tự tại. Đó. Quý vị coi bao nhiêu trăm bà già ở đây, nếu như những đức đặt lý do là các cụ ở đây niệm Phật giảng sanh thì những đức sẽ không nuôi các cụ đâu quý vị à. Nếu đặt lý do là các cụ niệm Phật giảng sanh thì những đức sẽ không nuôi các cụ đâu. Phật á, Thích Ca Mâu Ni ngày nói một câu á, những người cần kết duyên thì ta đã kết duyên rồi, những người cần độ là ta đã độ rồi. Vậy thì hiểu rồi, những người đi vô đây tu cần kết duyên thì chúng ta cứ kết duyên. Những người nào tiếp nhận muốn độ một đời thì họ tự tu mà được một đời được độ. Chứ chúng ta không có chấp vào cái chuyện lo cho các cụ là để các cụ quả diệt, phải giảng sanh, phải tiêu chuẩn giảng sanh gì gì gì. Vậy thì chúng ta không có nuôi các cụ đối với vị. Đặt vấn đề vậy là sẽ không nuôi đâu, chắc chắn luôn. Đó, nên miễn làm sao mỗi ngày mấy bà già bà vui, bà biết niệm Phật vậy là cũng đặc biệt rồi. Nhưng những đức nói cho vị biết nghe, cái công đức niệm Phật lớn lắm. Cái người này có nghiệp nặng cỡ nào đi chăng nữa, dù là họ niệm Phật chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng khi họ chết đi họ có đọa trong tam đồ họ cũng không khổ đau nữa. Cái công đức niệm Phật lớn vậy đó. Nó, quý vị muốn thử không? Chừng nào quý vị chết đi rồi quý vị sẽ biết. Nó, tại vì đọc trong lịch sử có một câu chuyện, hai vợ chồng này mặn gà, đứa con biết niệm Phật, đứa con cứ khuyên cha mẹ bỏ cái nghề sát sanh đi. Người làm mẹ nói rằng bây giờ cái nghề này làm để lo cho gia đình lâu rồi, không bỏ được cái nghề này. Nhưng cha mẹ mặn gà, nhưng cha mẹ cũng niệm Phật. Tại vì những con vật này cha mẹ niệm Phật để cho những con gà này siêu thoát đi. Ý nghĩ này không có đúng, không có đúng. Có nghĩa là từ khi là cái câu chuyện nghịch duyên là cái cô này bị ép là phải cầm chân heo á, mà công phu cô này quá đạt rồi thì nó mới được cái chuyện đó. Còn cái chuyện này mà sát sanh những con gà này để mà kiếm cuộc sống sinh nhai, mà để nó niệm Phật, mà để giúp nó giảng sanh, thì cái chuyện này không đúng, không đúng, quý vị hiểu không? Nhưng mà hai vợ chồng già này vẫn biết niệm Phật và có một đứa con rất chí hiếu và siêng năng niệm Phật vô cùng. Khi ông bà này chết lần lượt đi hết thì bắt đầu đứa con này chí thành niệm Phật sám hối cho cha mẹ. Quý vị biết rằng là cha mẹ của đứa con này khi bị đọa trong cái địa ngục, quý vị, ôm cột đồng bỏ vào chảo dầu như ngộ lắm. Ôm cột đồng bỏ vào chảo dầu, chảo dầu sôi sùng sục nhưng bỏ vào đó thì giống như nước lạnh vậy đó, không nóng gì chứ. Cái công đức niệm Phật lớn đến mức gì đó quý vị. Đó, tuy là đọ nhưng mà không khổ. Rồi đứa con chí thành sám hối, vậy đó mà cái linh thức cha mẹ quay tâm niệm Phật gì mà được giảng sanh. Quý vị coi câu chuyện này trong á, niệm Phật thành Phật á, nó của Tịnh Tông học hội người ta làm, quý vị coi thế coi có hả. Nó, từ nơi đó công đức niệm Phật lớn lắm. Nên tất cả các cụ già trong chùa mình á, mấy bà già này, mấy bà mà tu đi, sau này cuối cuộc đời mấy bà mà nếu mà còn mà cái tính tình sân si rồi mà mỗi ngày niệm Phật á nha, dù là mấy bà cụ, mấy bà có sanh làm người cũng là có phước lớn. Còn nếu mà có đọa thì chăng nữa cũng không đến nỗi quá khổ. Nhưng mà cái nhân tố niệm Phật này lớn lắm. Còn nếu bà cụ nào mà quan hỷ tín nguyện niệm Phật là chắc chắn giảng sanh về thế giới cực lạc là chắc chắn. Đọc một công đoạn lời chư tổ dạy nữa nè quý vị. Người có thê thiếp ăn ái chính phải nên niệm Phật. Người xưa nói vợ chồng giống như chim chung rừng, lúc đại hạn đến đều tự bay. Lại nói cốt nhục ăn tình yêu thương khó hẹn, đầu bạc sum vầy sao bằng đồng tu cực lạc, sau này nắm tay về đài sen, làm bạn Phật trong vô lượng kiếp. So với ăn ái hữu hạn, đâu chẳng phải là rất tốt hơn sao? Ôi hay quá quý vị ơi, những công đoạn này đặc biệt quá. Thấy không? Nó, vợ chồng phải nên niệm Phật. Vợ chồng giống như chim chung rừng, lúc đại hạn đến đều tự bay. À, quý vị coi á, lúc mà đại nạn đến á, vợ chồng phải là mỗi người tự chạy không? Còn nếu như chúng ta gặp Covid-19, nếu vợ bị dịch bệnh thì sẽ bị cách ly, chồng có đến thăm được không? Không. Nếu như chết đi thì cũng phải cách ly xa ra, không dám đến để mà chúng ta nhìn mặt nhau. Quý vị phải là tự bay hay không? Rõ ràng không? Nên ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Giờ này có thời gian suy nghĩ đó, không đến nỗi bận quá đó.
Có những thời gian lắng động ngày Chủ nhật để suy nghĩ nè, để suy nghĩ rằng con đường này vợ chồng phải chọn như thế nào đây. Nếu thương nhau, vợ chồng cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng cuộc sống vẫn đặc biệt mà, mà hướng về thế giới cực lạc là bạn Phật cùng ở bên nhau. Còn bây giờ là bạn gì? Là bạn đời. Bạn đời thì khi gặp đại nạn thì sẽ tự mà chạy. Ông chạy đường ông, bà chạy đường bà. Còn khi lúc hơi thở mà hấp hối thì thương yêu gì để thở nhau phụ một hơi. Có ai mà vợ chồng thương nhau mà gần chết mà chúng ta đến thở phụ hơn không? Không, không. Rồi của cải vật chất tạo ra cả đời cực khổ, có giải quyết vấn đề sanh tử không? Không luôn. Rồi con cái mình cực khổ, mình thương yêu, mình lo lắng, nó có giải quyết vấn đề sanh tử cho mình không? Không luôn. Vậy mà sự nghiệp tiền bạc mình tạo ra, mình đã tạo nghiệp nhiều gì cái tình ái nhiễm này, gọi là ăn chung tội riêng. Mình tạo ra một đống sự nghiệp nhưng cuối cùng mình chia cho các con vẫn không vừa lòng. Nó nói cha mẹ chia cho đứa này nhiều, chia cho con ít, nó vẫn không vừa lòng, vẫn là không được tròn vẹn. Rồi cuối cùng mái tóc đã điểm xương rồi, mặt đã chỗ đầu mồi nhăn nheo, tay chân run rẩy, lưng còm, mắt mờ. Vậy mà có khi mà có những người không biết đạo rồi, ngồi trên cái võng nhớ con hiu hắt buổi trưa hè, ngồi trên võng đầu đưa, cặp mắt trông chờ về một phương chờ nào đó, trông chờ như vậy. Đưa võng mà nhớ con, giờ này thằng hai thằng ba tụi nó ở đâu không biết, lâu rồi nó chưa về thăm mình, không biết nó làm ăn làm sao. Gặp một người chòm sớm nó đi ngang, ô cô hai ơi, để tôi hỏi thăm cái cô, con tôi nó nhà vợ chồng nó làm ăn làm sao, lâu quá không thấy tụi nhỏ nó về thăm, biết mà mấy đứa nó làm sao rồi cháu tôi nó có khỏe không, nó đi học làm sao cô. Không. Trời ơi, tới tuổi già như vậy rồi chưa giải quyết xong, rồi đến khi sắp sửa chết đi về đâu đây? Nên cái câu mới nói rằng là vợ chồng giống như chim chung rừng, lúc đại hạn đến đều tự bay. Ông bay trước hay bà bay trước? Bây giờ ở đây có ai vợ chồng đi chung vô đây tu không? Rồi xong về nói chuyện, ông bay trước hay tôi bay trước? Hỏi ông, rồi ông bay đi đâu? Ông bay đi đâu ông ạ? Nếu ông nói tôi bay về cực lạc thì mình nói với ông, nếu ông bay trước thì bay về cực lạc, tôi bay sau sẽ bay về cực lạc sao? Vậy thì ngon quá rồi, thì thấy chưa? Còn nếu ông nói tôi bay đâu kể tôi thì biết rồi, biết dân này không cùng phương hướng rồi. Hỏi sao này ông mắc ông bay đi đâu, ông nói tôi bay đi đâu kể tôi. Là sao ông bay về cực lạc đâu? Không, không có bay về cực lạc. Tôi bay về đâu kể tôi. Đừng kêu tôi bay về cực lạc hết chứ. Vậy là mình biết rồi, mình biết cái dân này nó không cùng phương hướng với mình rồi đúng không? Mình biết rồi, để nó đi, kệ ông. Ông thích bay đi đâu ông chơi thì ông bay ta bà ha kệ ông. Tôi nhất định tôi sẽ bay về cực lạc. Thấy không? Ở cái tâm đó đó, nó phải đặc biệt như vậy đó. Nhưng mà muốn rủ con chim đực này bay về cực lạc thì con chim cái này phải tu hành niệm Phật làm sao tiếng hót nó phải thanh thao. Nó mỗi ngày nó niệm A Di Đà Phật là tiếng hót thanh thao. Rồi từ cái câu A Di Đà Phật này mà mình làm vợ mình một lời nói dịu dàng là tiếng hót thanh thao, một cái hành động dịu dàng, một cái nhân cách đàng hoàng. Như vậy thì câu A Di Đà Phật này nó thu hút đối phương, gọi là con chim cái này vô cùng quan trọng. Ở đây nhìn xuống, chim đực không bao nhiêu mà chim cái rất nhiều. Thì coi đúng không? Trời ơi, vì đâu mà cái đạo tràng đông người như vậy mà nhìn xuống á, thì đực có hai hàng. Còn cái thì thôi trời ơi, lớp lớp hàng hàng luôn.
Nên bởi vì mình mới nói rằng bây giờ chim đực nó bay đi đâu là nhờ chim cái dẫn dắt. Bây giờ chim cái gặp được Pháp Môn Tịnh Độ rồi, đúng không? Thì mình phải cố gắng mình niệm Phật để tiếng hót mình thanh thao á. Từ cái hành động mình, lời nói của mình thanh thao là dễ thương. Rồi người ta thấy mình học Phật vậy rồi người ta mới muốn gia nhập vào cái pháp tu của mình. Còn bây giờ mình đi học Phật về mà mình đánh giá người ta nào là ông không niệm Phật, ông sân si, rồi mình chê ông như thế này, chê ông như thế nọ, rồi nói ông không biết nhân quả, ông ăn mặn sau này đọa địa ngục chết, nghe không, nói này nói kia, ông nói kiểu đó là kích động người ta, làm ta tức thêm sao đi theo mình. Mình cứ giữ cái hành động mình cho tốt, mình tu cho tốt, mình nói chuyện cho tốt, mình sửa mình cho tốt, rồi chính cái hành động của mình làm tấm gương cho người ta soi. Vậy thôi, mình không cần nói người ta, mình cứ sống đúng trách nhiệm mình, rồi từ từ người ta gia nhập vào cái vị trí niệm Phật của mình. Phải như vậy nó mới đúng. Còn ở đây mình niệm Phật mà mình cứ nào là quỳ trước Phật là: Phật ơi, con cầu nguyện hôm nay con đi đến đây tu, con nguyện cho chồng con bỏ rượu, còn con học giỏi, gia đình của con mặn ăn phát đạt, mai mốt trúng số, A Di Đà Phật. Thôi ơi, cái kiểu này quý vị tu, quý vị đem câu Phật hiệu mà quý vị cầu toàn bộ là cái thế gian không à, mà đem cái tâm mình lại cấm vào gia đình những người không tu không à, vậy thì làm sao mà chuyển được gia đình? Muốn chuyển được gia đình thì phải đem cái tâm cấm vào câu Phật hiệu. Tại A là Vô Di Đà là lượng, Phật là giác, thì cấm vào cái vô lượng giác này, cái vô lượng giác này nó mới chuyển cái vô lượng mê. Còn quý vị đem cái tâm đi cấm vào cái mê, cấm vào cái mê sao giác? Tuy niệm Phật mà cấm vào mê không à, cứ là cầu cái chuyện thế gian không mà. Quý vị khỏi cầu, quý vị cứ chân thật niệm Phật rồi mình sửa đổi chính mình thôi, rồi mình không có buồn, không giận, không trách gì hết. Vậy là quý vị mỗi ngày giác ngộ, giác ngộ như vậy thì từ từ mới chuyển cái mê của người ta. Không có cầu mà tự chuyển, chân thật làm đi rồi sẽ có cái kết quả chắc chắn luôn. Những đức đi tu này, những đức có về nhà đâu? Bao nhiêu năm nay những đức có về nhà đâu? Tại sao quê hương những đức mỗi lần lễ lọc lên 300-400 người? Phải là sức hút mạnh là từ ngay cái tu mà hài của hành của mình không? Nếu như những đức thường điện thoại về nhà anh chị em này kia rồi đố mà họ đi đến đây đó, tại vì họ nói mình cũng như người thế gian, đi tu mà cứ điện thoại gì hoài, cứ hỏi han chuyện nào ngoài đời không à, nên họ đâu có cảm giác với đạo. Những đứa không hỏi gì hết, những đứa cứ lo tu với tất cả những con người đủ duyên, những đứa cứ nhiệt tình giúp cho những con người đủ duyên ở đây thôi. Rồi cuối cùng cái sức ảnh hưởng đó nó lan rộng từ từ, rồi người ta mới thấy mình tu như vậy là an lạc. Người ta đến đây một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn, rồi tức khắc gia đình người thân dòng họ chòm sớm nó kéo về đây nó tục. Nó phải như vậy nó mới có kết quả. Còn mình đi đến chùa tu không hiểu đạo là phần nhiều đều là cầu sinh không à, cứ cầu sinh trong lục đạo không, vậy làm sao mà hướng giải thoát được? Nó nên tổ sư dạy hay vô cùng không? Cốt nhục ăn tình yêu thương khó hẹn đầu bạc xâm vầy. Khó hẹn đầu bạc xâm vầy là đến khi đầu bạc là già rồi, là khi chết mỗi người một đi một con đường chết làm sao xâm vầy. Nên Phật nói là xa lìa khổ. Nên có những người già mà khi người ta chết rồi á, tự nhiên á, ông còn ở lại thì ông mỗi ngày ông thắp nấm nhang, rồi ông khi ăn cơm để chén cơm gì kêu: bà ơi bà, này bà thích ăn món ăn này nè bà, gấp cho bà nè, ăn đi bà. Xong ăn cơm xong nhìn bàn thờ, nhìn tấm hình với bàn thờ, nhìn: bà ơi sao bà đành lòng bỏ tôi vậy bà, vợ chồng già hủ hỉ sống bên nhau mà bây giờ bà bỏ tôi, bà đi trước vậy sao bà. Thì thấy không, nó cứ kêu cái sự khổ đau, cái sự khổ đau mà nó cứ kêu cái sự khổ đau mà nói là thương. Phải chi mà niệm thêm câu Phật hiệu mà gỡ cho người ta bằng một cái tâm linh của mình gỡ cho người ta, thì cái tâm người ta nó sẽ linh lên, thì người ta sẽ chọn phương hướng đi tốt đẹp. Còn mình gỡ cái sự mê hoặc điên đảo cho người ta là: bà ơi bà, tại sao bà bỏ tôi vậy bà. Đó là gỡ cái sự khổ đau mê hoặc. Càng bỏ thêm thì sự ô nhiễm này nó càng trầm lưng đọa lạc thêm, chứ không phải là thương. Cái thương trong Phật Pháp là mình như thế nào? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và nhìn thấy một người thân chết thì chúng ta nhìn lại mình, tương lai mình sẽ chết. Nhìn cha mẹ mình chết thì mình nói mình cũng làm cha mẹ rồi, mình cũng sẽ tiếp nối chết. Mình nhìn cái vô thường đó để cảnh giác cuộc đời vô thường sẽ đến với mình. Như vậy thì mới gọi là nhìn sự vô thường để giác ngộ. Nhớ đó. Quý vị mà ngày Chủ nhật mà không về đây là uổng lắm, nó thật sự luôn. Những buổi chia sẻ này tâm đắc lắm quý vị, nó hưng khởi tâm lắm, nó hiểu biết nhiều thêm lắm. Nên từ nơi đó mà mình phải hiểu được cái ăn tình là sự khổ đau, ăn tình là sự buộc ràng,
Ăn tình là sự buộc ràng, khổ đau chứ không phải giúp đỡ gì cả. Nên khi còn sống nè phải hết lòng giúp nhau. Như vậy đó quý vị mới là thật sự là thương nhau. Như vợ chồng còn trẻ này mà gặp Phật Pháp là tuyệt lắm. Trong đây có mấy cặp vợ chồng trẻ nè. Cứ như vậy mà tu, đừng có cầu giàu sang nhiều quá. Mà có phước là tự giàu à. Nói cầu là có hả? Sao có? Quý vị nói bây giờ quý vị giàu sang là do năng lực quý vị là được giàu sang. Đâu mà có như vậy đó. Tầm bậy. Làm sao có cái chuyện năng lực của bạn mà bạn làm giàu? Bậy. Vậy bạn làm giàu là từ chỗ nào? Là cái phước của bạn. Cái phước nó mới dẫn dắt bạn có sự nghiệp. Có những người không thông minh mà giàu sang là vì sao? Vì trong mạng có phước. Có những người vô cùng thông minh mà nghèo nàn là vì sao? Vì trong mạng không có phước. Hãy tin chỗ này. Nếu tin vào cái năng lực mình nói rằng là mình làm giỏi mình mới giàu, bạn sai rồi. Bạn vô cùng là khổ. Chính tôi ngoài đời cũng có dở đâu, mà sao tôi nghèo mạt nghiệp. Rồi tôi đi vô đạo tôi có cầu giàu đâu, mà như vậy mà tôi vẫn có tiền lo cho 500-600 người. Tôi đã biết rằng cái chuyện tu phước nó mới có được sự nghiệp. Mà sự nghiệp từ cái tu phước nó tự nhiên đến, mà cũng không chấp sự nghiệp luôn. Như vậy thì chúng ta mới đến cái chỗ chân lạc của Phật Pháp. Đặc biệt lắm quý vị ơi. Nó nên con người, nhiều người cực khổ cả đời chi cầu giàu sang mà họ không biết cái sự giàu sang mà Phật dạy. Phật dạy bố thí thì giàu sang. Vì bố thí mới có phước nên nó mới giàu sang. Bố thí Pháp thì sanh trí tuệ rõ ràng. 10 năm nay là bố thí Pháp nên tự nhiên trí tuệ phát sinh lạ thường. Ngồi nói chuyện quý vị thấy không? Thao thao bất tuyệt thấy chưa? Phóng sanh là an tâm cho người, an tâm cho chúng sanh, không làm chúng sanh sợ hãi, gặp người bất an, an tâm cho người thì được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Chính mình thường an vui. Đó. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Bạn phải nhớ cái câu bố thí tài mới giàu sang. Như vậy bạn đừng bao giờ nói cái chuyện là tôi giỏi tôi mới giàu. Không phải đâu bạn ơi. Bạn tính toán thủ đoạn để làm giàu là bạn hao hụt cái phước. Trong mạng bạn nhiều lắm rồi, trong mạng bạn có 10 tỷ. Mà bạn thủ đoạn để bạn chiếm hữu của người ta thì nó hao hết 3 tỷ, nó còn có 7 tỷ. Mà bạn nói bạn giỏi cái gì? Nếu trong mạng của bạn không có 10 tỷ này, đố mà bạn có một cắt luôn á. Nếu trong mạng của bạn có 100 triệu, bạn gạt người thì bạn sẽ lấy được 70 triệu. Bạn đã mất hết 30 triệu trong mạng rồi. Mà bạn nói bạn thông minh cái gì? Nên những người mà đi đến chùa mà móc túi, mà mấy anh chị mà đi đến chùa ăn cắp móc túi nha, mấy anh chị đó đó, mấy anh chị sai lầm quá. Mình làm cha làm mẹ, làm thân bằng quyến thuộc, mình đi làm như vậy, không lẽ mình dạy con mình đi móc túi giống mình? Đời này của mình sanh ra đời mình đã nghèo cùng rồi, tại sao mình đi móc túi làm chi nữa? Phật nói càng tham, càng chiếm đoạt, chiếm hữu của người ta thì càng đời đời nghèo cùng, càng hạ cấp, hạ cấp, hạ cấp. Nên chúng ta phải nghe lời Phật dạy. Phật nói rằng nếu bạn là người nghèo mà bạn biết tu thì từ tối bạn đi ra ngoài sáng. Bạn là người giàu mà bạn keo kiệt không biết tu thì từ sáng đi vào tối. Còn nếu bạn là người nghèo nàn mà bạn mà không biết tu hành làm ác nữa thì từ tối đi vào tối. Chọn đi. Nên tất cả những người mà đi đến chùa mà móc túi của cải người ta, những đức nói hết rồi đó nghe. Những đức nói rằng ngày xưa những đức ngoài đời bao nhiêu cách thủ đoạn vẫn không có cái gì hết nè. Bây giờ quý vị mà đi đến đây mà móc túi mà ngay cái ngôi chùa mà thuyết pháp như vậy, những đức nói cho quý vị nghe, quý vị nên sửa đổi đi. Quay đầu là bờ, nên chọn một con đường để mà mình sống đi. Chính đôi tay mình chăn chính mà làm đi. Rồi mình sẽ gây dựng lại cái phước duyên cho chính mình. Đừng nên làm cái nghề này. Làm cái nghề này đem cái của cải ăn trộm ăn cắp của người ta mà người đi tu, mà mình đem mình về nuôi con mình thì con của mình nó sẽ mạt nghiệp và sẽ chết sớm. Đem nghiệp để mà bỏ vào nghiệp sao mà tồn tại. Tin không tin thì thôi. Còn tất cả những người đi về chùa này phải nhớ nè, tất cả những vị trưởng đoàn nè, khi lễ lọc nè, đi đến đây tu đông người quá thì bây giờ cuộc sống ta cũng khó khăn quý vị. Từ nơi đó mà mình đi về đây tu, nếu quý vị không sợ bị mắc của thì quý vị đừng đem của theo. Không đem của theo ai lấy? Ai mà mấy bà đeo dây chuyền chi, bị giật dây chuyền gán chịu. Nó đi đến chùa tu còn đeo dây chuyền. Đã bận một đồ lam lên rồi đeo dây chuyền Phật làm gì, đeo dây chuyền vàng làm cái gì?
Nó, rồi xong cái tiền bạc mình đem tiền xe theo thôi, ai mà móc túi được mình. Nó bị hợm lễ đông vô cùng luôn, có hai cô bị giật dây chuyền, nghe không? Ba cô bị móc túi. Có cái bà vừa lãnh lương đi đến đây định cúng dường bị móc túi luôn. Gặp những đức nói trời ơi tiền của con tháng nay làm cực cũng chết luôn, nó móc túi mất tiêu. Những đức nói tiền này cô định đi đến đây làm gì? Là tính cúng dường Tam Bảo. Những đức nói Tam Bảo đi giúp cho chúng sanh khổ đau thôi. Nên từ nơi đó chắc thằng ăn trộm này nó cũng đang nghèo mặt riệp nó. Nên từ nơi đó thì thôi, cô đừng có nghĩ nó móc túi của cô, mà cô nghĩ rằng cô cúng dường Tam Bảo đi là cúng dường Tam Bảo thôi. Đúng không quý vị? Đó. Mình nói rõ ràng hết trơn rồi. Nó từ nơi đó quý vị nhớ rằng cái nhân cái quả, bạn đừng bao giờ nói rằng tự nhiên không có đâu. Tự nhiên bao nhiêu ngàn người vì sao mà nó tự nhiên có một người hay người đó? Nó không phải tự nhiên đâu. Nó không mắc chỗ này thì nó sẽ mắc chỗ kia thôi à. Tại vì nó có nhân có quả, cái tần số đó nó gặp nhau là nó phù hợp. Hiểu không? Nó phù hợp, phải hiểu đó. Một đoạn tổ sư dạy nè: người bị cốt nhục quán ghét chính phải nên niệm Phật quan gia tụ hội, tuy là người thân mà chẳng phải thân, không sớm cởi mở càng buộc càng chặt. Nếu ông thường niệm A Di Đà Phật, hiện đời liền được giải thoát. Đó, nghe rõ chưa? Quan gia trong gia đình nhìn đi, quan gia trong chùa có không? Có luôn. Quan gia ngoài đời có không? Có luôn. Vừa gặp mình muốn quýnh mình. Quan gia nó vừa gặp mình mặt kinh kênh. Còn trong gia đình mình sanh đứa con này nuôi nó không lớn mà nó gặp mình nó ghét mình, nó gặp cha mẹ mà nó không ưa. Trong nhà nó không chịu ở, nó thích đi nhà người ta ở còn mà nó không chịu ở nhà nó đâu. Mình kêu con ơi về nhà ở đi con, nó không chịu ở. Mình nói con lỡ gần ba mẹ, ba mẹ kêu lại đây nè, lại đây ba mẹ coi con chút xíu coi. Nó không thích lỡ gần ông bà đâu. Quan gia mình nuôi nó mà nó đâu có chịu đến gần mình. Rồi mình làm cực khổ, mình đem tiền bạc nó ăn xài hết trơn là quan gia nó đến rồi nợ. Rồi xong sau này mình cứ vợ cho nó đàng hoàng, chia của cải sự nghiệp cho nó luôn. Như vậy mà nó lại quay đầu lại, nó tính toán với mình từng chút, đây là quan gia. Tổ sư nói quan gia phải nên niệm Phật. Gặp quan gia rồi mình phải nên niệm Phật để hóa giải quan gia, đừng nên hận thù, đừng nên buồn. Nên những đức thường nói câu là hẳn người là khổ mình. Nhớ nghe không? Hẳn người là khổ mình, buồn người là khổ mình, giận người là khổ mình, ích kỷ với người là khổ mình. Muốn vui thì sao? Mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong. Nói bây giờ mở tâm ra được không? Mở tâm ra với những con quan gia được không? Con quan gia chồng, con quan gia vợ, con quan gia con quan gia cháu, con quan gia chắc, con quan gia chí. Nhiều quan gia lắm, quan gia đầy dãy hết trơn. Ngồi tu trong đây cũng có quan gia luôn, có khi ngồi kế bên quan gia nữa đó. Có không? Có đó. Có khi đến chùa tu mà ngồi kế quan gia luôn. Tự nhiên bữa nay ngồi gần cái bà này, bà ngủ gục hoài luôn, mới làm cho mình tức chơi. Quan gia bà ngủ gục hoài mà mình đi tức bà ngủ gục. Mình quay lại liền nói trời ơi nghe thầy nói hết hồn, hồi nãy giờ tức cái bà này thầy giảm chết luôn, bà ngồi đây bà ngủ thôi không tức nữa đâu, để quá giải quan gia, thấy không? Hoặc là bữa nay ngồi gần cái bà này bà cứ sọt sẹt hoài, mình ngồi nghe pháp còn bà thì đem cái vỏ ra sọt sẹt nó quan gia đó, để làm cho mình tức chơi, để tổn phước chơi vậy đó. Rồi xong mình đang thuyết pháp trên đây, bà ngồi vô cầm điện thoại bấm chơi vậy đó, mình nhìn qua con mẹ này trời trời thầy giảng mà nó không nghe đâu, nó bấm điện thoại cái trời ơi trời. Quan gia đó nó làm cho mình tổn phước chứ đó. Rồi ngồi gần cái bà này bữa nay trời ơi bà này gì đâu mà bà hôi kinh khủng luôn. Bữa nay trời ơi đi tu xong ngồi gần bà này nó hôi dữ vậy trời, xong mình trong lòng nó tôi chịu không nổi trời ơi con mẹ này sao hôi quá. Quan gia đó không có đơn giản đâu, nếu quý vị chạy đi là quý vị không chịu trả nợ đó. Thấy ngồi ở đó lỗ mũi hít sâu thở ra thiền sở tích dùng thiền sở tích liền, nghĩa là bữa nay ngồi gần cái bà này cái ông này chậu chậu nó hôi quá trời hôi mà niệm Phật mà sao cái người này mà niệm ra mà tự nhiên cái hơi của họ cũng hôi quá trời luôn. Bữa nay ngồi gần người này không có chạy, bữa nay ngồi đây gặp độ rồi
Độ này nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng gặp cái tình cảnh này mà mình không chịu chấp nhận. Bữa nay quả báo nó đến là bữa nay họ đến ngồi gần kế bên mình. Tự nhiên nó gặp như vậy rồi bắt đầu thiền sử tích liền. Nếu mà quý vị mà nói là thôi mà bụng mũi nó càng bụng mũi chừng nào thì nó càng kinh khủng như đấy. Vì sao? Vì nó không chịu. Nó không chịu thì nó là chịu. Nó không chịu thì nó chịu. Vì sao? Nó không chịu là cái tâm của mình nó chịu. Tại vì nó không chịu là nó tức, nó cứ cắm cái tâm vào chỗ đó nên nó chịu. Nên nó làm cho mình là canh ngay chỗ đó. Nên nó cứ là trời trời tao bụng mũi mà tao chịu không nổi. Nó bụng mũi một chút nó thở đâu có được đâu. Thì nó chịu không nổi thì buông ra. Buông ra đâu nó hết còn ác đàn. Nó không chịu, nó thở, nó trời trời. Nó làm cho mình tức thôi. Ôi trời ơi, bữa nay tao chết rồi. Bây giờ tao phải đứng ra khỏi chỗ này mới được, tao chết rồi. Vậy đó là quý vị chết thiệt. Còn nếu như quý vị mà nghe câu này rồi mà gặp cái tình cảnh này nha. Trời trời. Gặp cái bà này, mình gì đâu. Mình biết cơ thể mình nó hôi dữ lắm rồi. Sao cái bà này trời trời. Bà ngồi kế bên mình bà hít gì đâu mà. Xin. Hết vô không mà. Nói về tôi nói thật với chị chứ chị thì cũng hôi thiệt. Nhưng mà tôi tin nhân quả nên tôi hít cho nó tiêu nghiệp phước cho rồi. Đúng là cái cách này nó hay vô cùng. Cũng như là lấy một người chồng ăn nhậu mà nó chấp nhận là tự nhiên thấy thương chồng ăn nhậu à. Thấy thương tội nghiệp vì nó tỉnh nó không chịu tỉnh. Nó đi nhậu nó té qua té lại nên mình thấy tội nghiệp tại vì mình không có nhậu được. Mà ổng nhậu được mà tỉnh không chịu tỉnh đâu, đi nhậu xong cái gì. Đi cái mặt gì kênh kênh này nè. À, nhà tao đâu rồi bấy. Rồi xong á, nhìn cái cửa sổ mà tưởng đâu là cái đường. Tao đi ra ngoài đường coi, chui vô cửa sổ. Chui vô cửa sổ mà rồi đi ra đường. Nhậu xỉn là tào lao vậy đó. À, rồi có khi nhậu xỉn xong bắt đầu là tự nhiên phòng mình không chịu vô ngủ đâu. Đi ra ngoài cái sân nằm ngủ chơi vậy đó. Thì quý vị nếu mà là người có tu bị nhìn ông chồng thì nói trời ơi anh ơi tội nghiệp anh quá. Nhìn anh thảm quá, tội nghiệp anh quá. Thôi để em ẩm vô. Vô đây nè ngủ đi, lau mặt lau mày đi gì đâu mà tội nghiệp quá. Em là vợ anh mà bây giờ giống em là mẹ anh quá. Quý vị coi quý vị lúc mà cái thằng chồng nhậu đi, lúc đó quý vị cú lên đầu bóp bóp cú bóp bóp cú, ai cú tao. Đúng không? Vậy tao lấy khăn đồ lau mặt cho ổng ha, lau mặt lau mày ha, thay đồ lau mình mẩy cho ổng ha, bận đồ cho ổng ha, bắt đầu nắm đầu nó kéo qua bên, nắm đầu nó kéo vô cái gối cho nó nằm nặng quá mình ghê nó nổi, nắm đầu nó nắm cổ nó gịch, nói bây giờ là mẹ ông luôn rồi đó không, bởi vì phải tội nghiệp ông chứ, làm sao mà ghét ông được, vì bây giờ đã lên chức mẹ ông luôn rồi đó, thấy không, vậy suy nghĩ đi đúng không, lúc mà tỉnh thì làm chồng, không chịu làm chồng cho nghiêm túc. Bây giờ xỉn rồi, cuối cùng làm con của vợ. Để vợ nó cõng, rồi vợ nó ẩm, rồi vợ nó lau mặt lau mày là con nít nó mới như vậy. Đúng không? Từ nơi đó mấy bà mà không nhậu, mấy bà phải tội nghiệp mấy ông chồng nhậu. Tội nghiệp ổng mà nói anh ơi, em thương anh lắm á. Nhất là lúc anh nhậu á. Nói gì sao à? Sao mà thương tôi lúc tôi nhậu là sao à? Tại vì lúc á, mà anh nhậu á, là em được làm mẹ của anh. Trời ơi, con vợ này nói chuyện kỳ vậy trời. Sao kỳ vậy? Nói anh nghĩ đi, lúc anh bình thường em đâu có thể nào nắm đầu cổ anh được đâu. Mà em đâu có lấy khăn lau mặt mày cho anh. Nhưng mà lúc anh nhậu xỉn, anh ói nước miếng nước mồm tùm lum, em mới lấy khăn em lau mặt y gan là em chăm con của mình vậy đó. Rồi đầu tóc của anh nó bùm sùm em lau rồi em tắm y gan là thằng cu tí nhà mình vậy đó anh ơi. Bởi vì anh mỗi lần đi nhậu xỉn là em thương anh lắm, tội nghiệp anh quá à. Nhìn anh giống như con mình vậy đó. Nên thôi anh đi nhậu nhiều chút nữa đi, để em được làm mẹ anh nhiều chút. Rồi bỏ rượu luôn. Tao không có nhậu nữa. Tao đi nhậu mày làm mẹ tao không à. Nhậu làm chi. Thấy chưa? Giải quyết được vấn đề không? Còn quý vị thấy người ta ăn nhậu rồi rượu là cay đắng, ăn nhậu thì dơ giấy vậy mà quý vị về còn đập nồi đập thao rồi sân si mặt mày nhăn nheo nữa chi ạ?
họ đã nhăn nhiều quá, quý vị còn về nhăn thêm chi? Quý vị biết mấy người uống rượu là sao không? Cay quá. Thằng kia nó hỏi rượu sao anh? Rượu này nồng mạnh thì không đơn giản, uống dùng cái bắn lên đầu luôn, trời ơi đã thiệt luôn, đã mà gì nè, trời ơi cay quá, cay quá. Rồi xong gặp miên mọi coi để làm chi vậy, để giải bớt cái cay. Còn chút ít mình nhìn ba bốn thằng nó uống vòng tới mình ngán lắm nha, uống rượu ngán lắm, mà lúc đó là chưa say nó mới ngán. Không thớ tao nữa hả? Tới anh kìa, thằng kia uống canh nghe, cầm cái tay chịu ngay nửa ly nha, chịu đang uống canh thêm chút nữa, vừa nửa ly rồi đó nghe, nửa ly rồi đó, mày uống mà để cho tao nhiều không được, mày muốn chơi tao xỉn phải không? Uống vô nhấp ngay mới vô vậy mà đi uống đó. Nó uống nó bắt đầu một chút nè, đầu đi móc ra cho ói xong rồi chạy uống nữa, ói xong đi uống nữa. Mấy bà ơi, tội nghiệp mấy ông uống rượu, đừng có ghét ổng nghe không, nghe không đó, nghe chưa? Vậy thì thôi, gặp thằng chồng nhậu đừng có trách nó nữa nghe quý vị đó. Nghe rồi đó. Còn quý vị thì đừng có uống rượu thì là khỏe nhất rồi. Còn mấy ông mà bây giờ mà đi tu rồi là bỏ rượu luôn là ngon lành, vì rượu là hạt giống của ngu si, không uống rượu thì sẽ phát sinh trí tuệ. Chính những đức này cả ngày lẫn đêm nhậu ngày xưa này, nó ngu si vô cùng luôn, ăn dơ ở bẩn. Nhưng khi mà bỏ rượu rồi, tức khắc con người thông minh trí tuệ liền. Đây là rõ ràng xác thực 100%. Đó nên một thời chia sẻ Phật Pháp chúng ta tiếng rưỡi ủng hộ, quý vị nhớ là gặp được pháp môn tịnh độ là tuyệt vời lắm. Phải cố gắng tinh tấn mà niệm Phật, quyết chí đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc. Và nhớ nè, nhắc lại nè, tuần này thứ bảy nghe quý vị, thứ bảy tuần này Trung Thu, nó một săn chơi vui vẻ lành mạnh, dẫn cha mẹ vợ chồng con cháu chích chi dẫn đến đây thứ bảy, không ăn bánh Trung Thu, chơi đèn Trung Thu, già cũng một cái đèn Trung Thu, trẻ cũng một cái đèn Trung Thu, ông thầy cũng một cái đèn Trung Thu, sư cô cũng một cái đèn Trung Thu, con nít cũng một cái đèn Trung Thu, mới đẻ cũng cái đèn Trung Thu luôn. Nhớ nghe, nó vui đặc biệt lắm. Những người già nên đến để cho họ trẻ chung lại, họ vui cái tâm họ. Mình làm con mình nên dẫn cha mẹ đến những cái chương trình này để chi? Để nó hâm nóng gia đình của mình lại, hiểu không? Tại cái gia đình nó nhân sinh mà, cái chương trình nhân sinh quý vị, đó là ngay thứ bảy nghe không? Đi đến đây trễ gì cũng là 5 giờ chiều là có mặt ở đây đi. 6 giờ mấy chúng ta vô chương trình, khoảng 6:30 vô chương trình đó nghe. Nó đến đây sớm một chút đi cho vui. Đó. Bữa nay nghe mấy cô ở dưới cắt bánh Trung Thu rồi quý vị, mỗi người ăn miếng bánh Trung Thu. Rồi bữa đó đến ăn bánh Trung Thu thả ga, chuẩn bị bánh Trung Thu nhiều lắm, ăn xả thả ga ăn thoải mái. Nó, người ăn nửa cái. Nên từ nơi đó biết rằng là cái chương trình này đặc biệt lắm, phải không? Những đức cổ động viên những cái người trưởng đoàn nên dẫn người ta đi đến đây, cho người ta có được cái niềm vui trong Phật Pháp quý vị, thấy không? Đó, cái buổi này có nói chuyện, có thu hình á, thu hình lại đó. Nó để cho người ta mà nghe được, để người ta đi đến đây. Nó đi đến đây để mà người ta dự được chương trình này, để kết duyên từ từ người ta biết Phật Pháp quý vị. Còn quý vị bây giờ biết Phật Pháp rồi, chúng ta phải cố gắng chí thành mà niệm Phật á, để đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc nha quý vị. Vọng tưởng là bệnh, niệm Phật là thuốc. Nên chúng ta khổ buồn giận trách đều là vọng tưởng. Mà từ vọng tưởng này mà sanh ra bệnh đủ thứ bệnh hết. Nếu như căn bệnh này mà nó cứ dẫn dắt chúng ta hoài đến khi cận tử nghiệp, thì cái ý niệm cuối cùng chúng ta là vọng tưởng đó, thì chúng ta sẽ đi vào tam đồ ác đạo.
Nên tổ sư mới nói rằng vọng tưởng là bệnh, mà niệm Phật là thuốc. Những đức cũng thường nói một câu rằng nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà nghiệp là bệnh, mà nhớ Phật thì chuyển cái nghiệp bệnh đó. Còn quên Phật, quên Phật thì bị nghiệp chuyển. Chúng ta quên câu Phật hiệu thì những cái vọng tưởng đó nó sẽ hưng khởi, nó sẽ sai khiến chúng ta làm những điều không phải và sanh phiền não tham sân si. Nên một câu Phật hiệu này có thể giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta rắc rối trong cuộc sống này, đặc biệt lắm. Nhưng mà phải được bổ túc, và chúng ta phải có một lòng tin thật là kiên cố. Thì phải nhớ rằng là chúng ta có thể có một đạo tràng như vậy để mà mỗi tuần chủ nhật chúng ta đến với cộng tu để được bổ túc. Và mỗi ngày những đức đều chia sẻ hai buổi. Buổi sáng thì một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Buổi chiều thì quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Có nghĩa là một ngày của mình nó có hai buổi chia sẻ Phật pháp, mà một thời chia sẻ có nửa tiếng thôi. Để lên trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Quý vị nhớ là cái người tu tịnh độ đông lắm, nhưng mà bỏ pháp môn tịnh độ này nhiều lắm. Tu vài năm là bỏ cuộc. Nếu như quý vị muốn mà một đời này tu mà có kết quả đó nghe, quý vị làm sao mà giữ được cái tâm tu hành mà niệm Phật này mà không bỏ cuộc? Mà muốn giữ được thì phải làm sao? Là phải được bổ túc suốt. Giống như mình làm một cái việc mà mình có một cái cảm giác với cái việc này, và mình hiểu được cái việc này nó lợi ích rồi, thì tức khắc mình sẽ không bao giờ mình bỏ cái việc làm này của mình. Tại sao có những người ta làm việc cũng bỏ việc làm, mà tu cũng bỏ tu? Là vì chính người ta không có hiểu được. Quý vị biết rằng những đức ở đây lo cho nhiều người già, những đức để ý nè. Già yếu rồi, một là người thân đưa vô chùa, hai là già yếu rồi mới đi vô chùa tu. Nếu mà chúng ta bình tĩnh ngồi suy nghĩ nghe quý vị, không ai dạy gì chỉ làm cái chuyện này. Cái chuyện làm này là cái chuyện làm mà nó có thể giải quyết vấn đề sanh tử cho mình, và nó có thể giải quyết vấn đề sanh tử cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp hoặc đời này. Như vậy mà làm cái chuyện quan trọng này thì chúng ta lại đợi chừng nào mà chúng ta già kiệt sức, đem cái sức tuổi trẻ để chúng ta lo những cái ngoại cảnh nhân duyên mà nó không có dính dáng gì đến cái việc giải thoát cho chúng ta, thì chúng ta đã làm hết cái tuổi trẻ. Còn đến khi tuổi già kiệt quệ, mà những đức thường nói cái câu mà tiếu tiếu hết xíu quách rồi mới đi tu à. Mà mình không hiểu rằng là cái việc tu hành này nè quý vị à, nó sẽ giúp cho mình tích tụ được năng lượng để làm ăn và để làm việc, mà mình có đủ trí tuệ để giải quyết những vấn đề tham sân si phiền não. Rồi cái việc niệm Phật này nó quan trọng đến mức mà không tưởng tượng được. Thì quý vị cứ nghĩ đi, những đức ở ngoài đời chỉ có một thân một mình lo cho mình không xong. Vậy mà những đức đi niệm Phật 10 năm nay như vậy, mà bây giờ những đức lo cho đạo tràng hai bên 600 người và làm bao nhiêu sự việc, quý vị suy nghĩ rằng phải rõ ràng là một câu A Di Đà Phật này tích tụ được năng lượng và phát sinh trí tuệ, và có đủ năng lực để mà mình giải quyết nhiều vấn đề không quý vị? Vậy thì tại sao mà chúng ta mà ở gia đình của mình mà tại sao mình thường sanh phiền não, trong khi hai vợ chồng một hai đứa con mà lo hoài lo không xong mà thường sanh phiền não là vì sao? Vì mình hết năng lượng. Quý vị cứ nghĩ rằng một cái bóng đèn mà nó không đủ điện thì nhất định bóng đèn này sẽ mờ. Còn ngày xưa mình thường xài đèn bình, nếu cái bình hết điện thì nhất định nó cũng sẽ tắt đèn đi. Như vậy thì một con người mà hết năng lượng là thường sanh phiền não. Một con người mà hết năng lượng thì chúng ta thường có những ý nghĩ sầm bậy, và chúng ta thường làm sai, và chúng ta thường tham sân si dãy đầy. Là vì sao? Vì chúng ta giảm phước và hết năng lượng. Mà năng lượng này nếu cứ xài tiếp tục đến mức kiệt quệ thì tức khắc chúng ta sẽ chết. Mà chết là đọa lạc liền. Cái việc vô cùng quan trọng của cái việc tu hành này với tất cả những
Người mà hiện hữu đang sống ở cõi đời này, Phật Pháp đang tu là đang giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta đang sống. Nó không phải là đi vào cái chuyện tiêu cực, ngồi đó niệm Phật mà chúng ta không làm được gì, không phải. Mà con người niệm Phật là một con người sống rất là tích cực và có một cái tư tưởng đặc biệt lắm quý vị. Mà mình biết cái nào đúng, cái nào sai, và chúng ta biết sống làm sao, sống lành mạnh, sống lợi ích cho mình và sống lợi ích cho người. Ồ, nó hay quá. Nếu như quý vị mà học được Phật Pháp thì quý vị làm ông chủ, nhất định sẽ làm ông chủ rất là bền, mà giàu thì giàu rất lâu dài. Như có một tập đoàn lớn, quý vị biết rằng là ông mở ra một cái đạo tràng niệm Phật, và nhân viên của ông là mỗi tháng ông sắp xếp sao sao đó cho xe chở đi đến đó để mà tu. Rồi ông làm chủ, ông biết Phật Pháp, ông dạy nhân viên của ông biết cách sống như thế nào, đối nhân xử thế, cách giao tiếp làm sao. Thì ông chủ đó gọi là ông chủ có phước, như thời Đức Phật còn tại thế. Có một vị trưởng giả, ông giàu vô cùng luôn, tất cả những người làm công cho ông đều là quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Từ nơi đó mà những tấm gương đó, nhiều người bây giờ nếu mà mình mà giàu sang phú quý, mình nên học Phật, mình nên tìm hiểu Phật Pháp. Phật Pháp nó có một cái hay vô cùng, mà chính những đức học Phật, những đức thấy công nhận hay, đặc biệt thiệt. Có nghĩa là con người ai sống cũng muốn mình có niềm vui vậy. Mà Phật Pháp cho mình niềm vui của hiện tại và giúp cho mình giải quyết vấn đề khổ đau về khi cuối cuộc đời, và giúp cho mình khi bỏ báo thân này được giải thoát. Nó quá hay, tại sao mình không học đó? Quý vị coi là những đức học Phật càng học thì nó càng vui vẻ sống tốt, chứ nó có bị khổ đau gì đâu. Rồi càng niệm Phật, càng tu hành thì vật chất, cuộc sống, cái gì cũng đầy đủ cả, tình cảm cũng đầy đủ, tình người càng ngày càng phát triển, đạo đức con người đến với con người càng ngày càng phát triển đó. Nên những đức nói rằng là mỗi tháng, mỗi tuần chúng ta đến đây ngày Chủ Nhật là để mà hâm nóng cái sự tu hành của mình. Thì biết tại sao có những người, người ta tu hành mà người ta bỏ cuộc không? Vì người ta không biết được cái giá trị của Phật Pháp. Thì đúng vậy thôi, người ta không biết giá trị của Phật Pháp mà người ta đi hoài, người ta đi vòng vòng sách vỏ đi vòng vòng đi viết rồi tự nhiên người ta bỏ luôn rồi. Ta thấy nó không có một cái giá trị gì đặc biệt hết. Trong 10 năm nay nếu những đức cũng thường làm như vậy thì những đức cũng bỏ cuộc rồi. Vì những đức thấy Phật Pháp nó đâu có hay gì đâu mà đi tu học làm gì. Tại sao mà có những cô, những chú cũng vô chùa mà cuối cùng lại chạy về ngoài đời? Vì họ không biết cái giá trị của Phật Pháp, lợi ích lớn cỡ nào. Họ không biết. Có nghĩa là họ cũng là cầm chừng Phật Pháp chơi, nhưng họ không biết được cái giá trị của Phật Pháp này. Nó tuyệt quá. Nên cuối cùng họ lao ra ngoài chằng cảnh thế gian. Những đức nói cho quý vị nghe nha. Quý vị ở ngoài thế gian mà nếu không học được Phật Pháp, dù quý vị có cố gắng đi chăng nữa, cũng là một gia đình nhỏ của mình cả đời, mà cuối cùng quý vị bị cái tác dụng phụ này nè. Cái tác dụng phụ là con cháu của mình, nó trả cho mình khổ đau. Vì mình đâu có học Phật Pháp, nên mình chỉ biết gom góp làm giàu cho cá nhân thôi. Mình đâu có biết giáo dục con cháu của mình. Mà mình muốn giáo dục con cháu của mình thì chính cái hành động của mình phải đối xử với cha mẹ hai bên phải làm sao đàng hoàng, thì mình mới lấy tấm gương đó để mà mình giáo dục con cháu của mình. Rồi mình mới biết được cái niềm an lạc khi mình hiếu với cha mẹ mình là niềm vui làm sao, thì mình mới nói cho con mình nghe cha mẹ, hiếu với cha mẹ của cha mẹ được sự vui như vậy, con phải đi theo con đường này, thì con mình nó mới tin tưởng mình. Từ nơi mình học Phật mình mới nghe được nhân quả, rồi mình mới dạy được người trong nhà, rồi gia đạo nó hưng khởi, rồi con cháu mình nó nghe đạo đức, tiếp tục nó học theo con đường mình. Nên người xưa mới nói cái câu là ông bà cha mẹ có đức, con cháu mặc sức mà ăn. Mặc sức mà ăn đây là vì ông bà cha mẹ có cái đức nên mới dạy cho con cháu của mình học theo cái đức đó mà làm tiếp nối. Nên gọi mặc sức mà ăn, gọi là học theo cái đạo đức nên mới mặc sức mà ăn.
Bây giờ quý vị để ý nè, nếu như chúng ta sanh vào trong một gia đình mà gia đình chúng ta làm nghề đồ tể, giết heo, giết bò hay cắt cổ gà hay sát sanh hay đập đầu cá, hoặc là chúng ta sanh vào một gia đình mà nhà mình mở nhà hàng mà gọi là nhà hàng mà sát sanh như là lẩu cá kèo hay hoặc là những cái thức ăn đồ sống, rồi trong cái nhà hàng này nó có một cái hồ cá đồ để trong đó sẵn hết, tới giờ người ta đến người ta đặt bàn thì cứ vớt lên rồi bắt đầu là tiếp tục là đi vô chiên xào rồi đập đầu rồi mặn thịt nó để mà mình bán cho anh ta. Nếu quý vị sanh vào một gia đình như vậy thì có khi mình không hiểu, mình nói rằng là nhà của mình có nhà hàng đồ này kia, rồi nhà mình vậy là giàu có, phương tiện xe hơi đồ đầy đủ này nọ, tiền của đầy đủ. Nhưng những đức xin thưa với quý vị rằng là quý vị sanh vào một gia đình đó, quý vị làm con trong gia đình đó, quý vị là người vô phước mới sanh vào gia đình đó. Tại vì cái gia đình đó giàu bằng cái nghề sát sanh hại vật để làm giàu. Thì cái gia đình này đó, con cháu của họ là những đứa con cháu quan gia sẽ sanh vào nhà họ, sẽ phá gia chi tử, hoặc là sau này nó sẽ không bao giờ nghe lời họ. Vì sao? Vì đây là con quan gia đến để phá nhà họ. Nhà họ giàu chưa được bao lâu hết thì tức khắc nó suy sụp liền. Vì sao? Vì đồng tiền của họ có được là toàn bộ đồng tiền sát sanh hại vật, là từ máu của những con vật này mà có được tiền để mà họ xài. Nên cái sự xài tiền của họ nhất định họ sẽ xài mà gọi là tùy tiện. Họ xài họ không biết có cái đạo đức gì đâu. Và có khi người giàu mà từ những đồng tiền đó, nào là chồng sẽ đi có vợ bé, hoặc vợ sẽ đi ăn diện cách này cách kia đủ chuyện. Vì sao? Vì đây là đồng tiền sát sanh mà có được. Nên quý vị sanh vào một gia đình như vậy gọi là không có phước. Chứ đừng có nói mà nhà mình nhà hàng, khách sạn đồ này kia. Còn khách sạn thì cắt ra một căn nhà rồi nữ nam nó đi vô đó để mà nó thuê phòng, để nó ăn ngủ với nhau. Nếu mình là có con gái mà con gái mình đi ngủ với trai như vậy, mà ở trong những cái nhà hàng khách sạn như vậy, mà quý vị mở ra những cái nơi như vậy để mà quý vị tạo điều kiện cho con người ta hư hỏng, rồi nó mang thai nó đi phá thai, như vậy thì đồng tiền này quý vị gom về để mà lo cho gia đình của mình, để tạo sự nghiệp cho mình từ cái nghiệp này, mà để mà lót vào trong gia đình mình những miếng gạch mà gọi là nhìn sáng chiếu đẹp. Như vậy thì toàn bộ mà nếu mà có cái nhãn quan trí tuệ nhìn thì toàn bộ đây là máu không à quý vị, chứ nó không có cái gì là lành mạnh đâu. Nó không có tồn tại đâu, xin thưa với quý vị đó. Không có tồn tại đâu. Nó bao nhiêu cái người á, nhà hàng, khách sạn rồi những cái quán ăn mà tươi sống, quý vị biết rằng là nó không có giàu được bao lâu hết trơn, là nó sạt nghiệp. Mà khi nó sạt nghiệp nó còn kinh khủng hơn cái người mà nghèo mà bình thường nữa đó. Khi những đức nói chuyện gì nè, quý vị ngồi mà ai mà ngồi lâu đau chân, quý vị cứ thẳng chân ra đi. Những đức biết, những đức ngồi đau chân, những đức biết, quý vị cứ ngồi thẳng chân ra, quý vị nghe không có sao hết trơn. Rồi lúc nào hết đau chân cái mình xiếp chân lại không sao, rồi xiếp chân chút cái đau chân cái mình thẳng chân ra. Rồi ngồi chút nó mỏi quá, cứ lấy cái tay mình chịu vô xuống dưới cái miếng gạch đó để cho nó nhẹ nhàng. Làm sao mà cái tư thế mình thoải mái nhất để nghe pháp. Chứ đúng ra thì khi ngồi nghe pháp gì nè, là mình có ghế đồ mình ngồi, mình dựa đồ mình ngồi. Ngày Chủ Nhật nó đặc biệt, nhưng mà do chùa mình chia sẻ Phật pháp xong mình phải lễ Phật, phải tu nó mới đặc biệt. Nên quý vị ngồi gì nó đau chân lắm. Những đứa ngồi cũng đau chân nữa, ngồi dưới đó cũng đau chân. Nên từ nơi đó cho phép thoải mái, không sao. Miễn ngồi chúng ta nghe pháp, chia sẻ Phật pháp để tu học vậy là được rồi. Phải nhớ đó. Nên không có bắt buộc. Chứ đừng có ngồi chút đau chung quay tới quay luôn chút thấy đau quá chạy. Nó uổng cái chuyến mình đi đến đây, heo. Nó những điều những đứa chia sẻ đây nó xác thực trong cuộc sống đó quý vị à. Nó rất là xác thực trong cuộc sống, quý vị nghe rõ ràng rồi đó. Nên á, mình sanh trong một gia đình có phước là gia đình mình gặp Phật pháp. Gia đình mình gặp Phật pháp là chúng ta từ khi còn nhỏ chúng ta nghe được giáo dục trong Phật pháp, chúng ta nghe định lực nhân quả. Đây mới là người có phước sanh vào một gia đình có phước. Những đức đã từng kể mà ở trên thành phố lúc trước, những đức biết một cái nhà hàng này nó lớn, lớn vô cùng mà toàn bộ là khách nước ngoài, Nhật đồ nước ngoài đồ vô không, mà nhà hàng nó sang đừng có nói nữa. Trong đó nó có một cái hồ cá lớn lắm, đủ tới loại tôm cá đồ này kia. Đến mà gọi là đặt bàn một cái là vớt lên là làm. Là trước nhất là cái ông mà thợ nấu trong cái nhà hàng đó đó quý vị. Thì ông nấu tính ra cũng mười mấy năm.
mà cũng lương cao lắm nha, lương ông tháng là 50 triệu. Lúc đó mà lương tháng 50 triệu là cũng dữ lắm á. Cách đây 10 năm về trước. Thì quý vị biết rằng là hai vợ chồng làm trong cái nhà hàng đó, vợ là phụ còn chồng là trưởng. Là làm công cho ông chủ đó thôi mà họ cũng giàu. Còn nhân viên thì quý vị biết rằng người nữ là sinh vào trong cái nhà hàng đó làm toàn bộ là dáng dốc phải đẹp. Bằng áo dài rồi đứng tiếp tân đồ là dáng dốc đẹp. Rồi á, cái người mà để mà dẫn dắt khách đó, toàn bộ là những người mà nói tiếng là phải biết nhiều thứ tiếng. Giống như nhà hàng cao cấp đó quý vị. Vậy đó mà trước nhất là hai vợ chồng của cái ông thợ nấu chính, là hai vợ chồng đang nấu ăn không biết chiên con cá hay sao không biết nữa. Rồi cái chảo dầu nó tát vào mặt bà một cái là nó úp vào mặt bà một phát. Đồng tiền mà kiếm được mười mấy năm đó quý vị, rồi đi sửa thẩm mỹ viện là hết toàn bộ. Tốn bao nhiêu tiền bạc mà gương mặt vẫn mang một cái thẹo lớn vô cùng. Là trước nhất là nhắc nhở về nghiệp sát sanh. Nhưng ngày xưa mình chưa tu mình cũng không biết việc này. Rồi một thời gian sau ông chồng đang chạy xe sao ông té một cái, ông gãy chân. Mà vẫn nói là năm nay tại năm xui. Chứ họ đâu có học Phật pháp, họ đâu có nói rằng là do cái nghiệp sát sanh mà bây giờ nó chiêu cảm cái quả báo. Mà khi quả báo nó đến là do gì? Cái phước nó si. Phước nó si rồi nghiệp nó mới đến được. Còn khi phước nó chưa si là nghiệp nó chưa đến được. Thì phải nhớ đó. Quý vị cứ nghĩ rằng là Ngộ Đạt Quốc Sư giết lầm một người là tên Chịu Thố. Như vậy mà Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời là bậc cao tăng, nhớ nghe. Ví dụ như đời thứ nhất là người tu bậc cao tăng, đời thứ hai cũng là người tu bậc cao tăng, đời thứ ba cũng là người tu bậc cao tăng. Vậy mà 10 đời là bậc cao tăng. Vậy mà Chịu Thố đi theo 10 đời. Đáng sợ chưa? Chịu Thố đi theo 10 đời để chờ cơ hội. Thí dụ như bây giờ những đức là một vị cao tăng ví dụ, thì bây giờ những đức đã sát sanh giết một lầm một người, bây giờ người đó đang đứng ở đây để đợi. Những đức đang ngồi đây có thằng hộ pháp hộ trì, họ đứng ở đó, họ chỉ đứng ở đó, thằng hộ pháp không có nói gì đến, tại vì họ đứng đó họ đâu có làm gì những đức đâu, họ thấy có thằng hộ pháp hộ trì họ không có làm gì mình, cứ đứng đó đợi. Rồi đến một ngày nào tự nhiên những đức làm cái điều gì không phải, phước nó si một cái, từ cái tâm địa của mình nghĩ ác một cái là phước nó bắt đầu là giảm. Là thằng hộ pháp vừa bước đi khỏi mình thì cái quan gia trái chủ nó tiến đến liền. Thì quý vị biết rằng là tới đời thứ 10 Ngộ Đạt Quốc Sư ông cũng là một bậc cao tăng. Thì ông là thầy của vua, nhà vua quý trọng thầy, tặng cho thầy một cái ghế ngồi thiết pháp vậy nè. Mà ghế bằng trầm hương, còn ghế nhân đức là ghế bằng cây gỗ bình thường, không phải trầm hương. Ngài được ngồi trên một cái ghế trầm hương thơm vô cùng. Ngài ngồi trên ghế, Ngài vừa khởi tâm. Khởi tâm gì? Cũng là cùng con người cũng là người xuất gia, cùng xuất gia. Ta lại là một người xuất gia là bậc đức hạnh cao tăng, mà là thầy của vua, gọi là quốc sư, thầy vua. Bây giờ vua là đệ tử của ta, vua tặng cho ta một cái ghế trầm hương. Thế gian này có ai bằng ta? Ông chỉ có nghĩ như vậy thôi. Thì thằng hộ pháp bỏ đi liền. Chịu Thố tiến tới, nhập vào đầu gối ông làm một gã mặt người. Một gã mặt người. Một gã này mỗi ngày nó đòi ăn cái gì? Ăn thịt. Ăn thịt. Ngay cái đầu gối có một gã mặt người, nó đòi phải ăn thịt. Ông không cho tôi ăn thịt thì ông sẽ đau cung cực. Mỗi ngày lấy thịt để vào ngay cái miệng của một gã cho nó ăn. Lúc ông còn đương thời đang tu thì ông nhờ ông kết duyên được Tôn giả Ca Đạt Ca là bậc A-la-hán. Tôn giả Ca Đạt Ca nhìn được cái vị này sẽ gặp kiếp nạn. Và khi chịu ơn như vậy thì Tôn giả Ca Đạt Ca nói rằng là sau này khi ông có gặp kiếp nạn, ông sẽ đến đó cái ngọn núi đó có hai cây tùng sao sao. Ông đi đến thẳng nơi đó ta sẽ hóa giải cho ông. Thì khi ông gặp kiếp nạn như vậy, ông đến mức cung cực không giải quyết được vấn đề gì hết. Lúc đó ông mới nhớ đến lời của Tôn giả Ca Đạt Ca đã từng nói như vậy. Thì ông đi tìm Tôn giả Ca Đạt Ca, một bậc A-la-hán đó, nhờ cái nhân duyên đó mà mới hóa giải cái kiếp nạn mà giữa ông và cái quan gia đó, là nhờ cái người đức hạnh đó siêu độ cho Chịu Thố rồi nó mới hóa giải. Trước khi mà sắp sửa hóa giải thì nó nói mấy câu, là nó kể lại nó đã theo ông 10 đời. Đây là bậc cao tăng mà không phải niệm Phật mà tu các pháp khác, dù còn một chút nghiệp thì quý vị cũng phải trở lại tiếp tục tu. Nên quý vị coi Mật Tông là người ta tu đến cái mức mà cao điểm luôn, mà người ta biết khi người ta bỏ thân là người ta sanh ở nơi đó
và nói cho những người bên cạnh rằng khi ta tái sanh là người ở đó, khi vừa sanh ra là phải đi đến bồng đứa nhỏ đó về liền để dạy từ khi còn nhỏ, là mặc tông tu đến mức như vậy đó, tức thân thành Phật. Có nghĩa là tu ở trên cái cõi đời này là tự thân tu thành Phật, là không còn một chút nghiệp nào, phải tu vô lượng kiếp, gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tu thiền cũng vậy, quý vị nghĩ như Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời như vậy mà là bậc cao tăng, nhưng vẫn bị cái quả báo nghiệp quả kéo đến như vậy. Nên chúng ta nói rằng mình là ai mà tu các pháp khác ngoài pháp môn Tịnh Độ. Nên Phật đã quyền ký thờ chánh pháp, trì giới thành tựu, chứng quả La Hán là thành tựu. 1000 năm sau là thờ tượng pháp, là thiền định, thành tựu là cũng thiền định rồi trì giới được thành tựu cũng chứng quả. 1000 năm sau là thờ đại mạt pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài quyền ký niệm Phật thành tựu. Nếu như quý vị tu Tịnh Độ này mà không nắm rõ ràng, không nhìn được căn cơ chính mình và chúng sanh, vậy thì quý vị chắc chắn là bỏ cuộc. Cứ nghĩ rằng niệm câu Phật hiệu này, cứ niệm niệm không thấy cái gì, cứ như vậy mà bỏ cuộc cái gì. Còn nếu như quý vị đã tin Phật rồi thì câu Phật hiệu này quý vị sẽ kiên trì niệm. Nên tổ sư mới nói rằng là từ sơ phát tâm cần niệm câu Phật hiệu cho nhiều. Nên những đức nói rằng cái phương pháp ký số này hay, quý vị đưa lên cái số lượng đi rồi quý vị bấm cả ngày, bấm lâu. Nên tổ sư mới nói từ sơ phát tâm là mới biết niệm Phật cần niệm nhiều. Niệm nhiều để làm chi? Để niệm quen. Niệm lâu ngày thành quen và áp dụng câu Phật hiệu này vào trong tất cả những cuộc sống mà chúng ta đang sống và đang làm. Tất cả công việc gì mình đang làm và đang sống đều là cái miệng tập mình niệm Phật. Còn lúc rảnh ra là bắt đầu cái tay này bấm số niệm Phật để tính theo cái số lượng, thí dụ như 10.000, 20.000 hay 5.000 gì với cái thời gian của quý vị. Làm sao quý vị giữ được như vậy từ khi gặp được pháp môn Tịnh Độ và đến cuối cuộc đời quý vị? Thì Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà Quá Thân ngài nói vạn người tu vạn người giảng sạch. Nhớ Tịnh Độ này tu là phải nắm được kìa. Còn nếu không là nhất định quý vị bỏ cuộc. Quý vị sẽ tìm phương pháp nào để mau tiêu nghiệp à? Nhất là cái người tu hành mà tìm phương pháp nào mà mau tiêu nghiệp là người này chắc chắn là tạp, không nói gì chừng á. Quý vị biết rằng là trong kinh Phật đã dạy rõ ràng nghiệp lực của chúng sanh không có hình tướng. Nếu có hình tướng thì tận hư không, khắp pháp giới này cũng không có chỗ chưa. Đã là không có hình tướng mà do chúng ta vọng tưởng, nên mới nói rằng là vọng tưởng là bệnh, niệm Phật là thuốc. Như vậy thì do là vọng tưởng nên nó cứ chiêu cảm cái nghiệp mà tạo nhiều đời nhiều kiếp đến. Bây giờ là dùng câu Phật hiệu này là để dừng lại những cái vọng tưởng suy nghĩ đó, là đi đứng nằm ngồi của mình là thường A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Cứ niệm hoài mà dùng cái cách gì? Trì danh niệm Phật. Dùng cái miệng động biết mình đang niệm Phật, cứ niệm đi, niệm lâu ngày sẽ quen à. Niệm rồi từ từ nó tích lọc cái tâm của mình lạ lắm. Tích lọc cái tâm lạ lắm. Cái tâm lúc trước chưa niệm Phật nó vọng tưởng, nó nghĩ sầm bậy đủ chuyện, nó nghĩ thủ đoạn, nó nghĩ hơn thua, nó nghĩ đấu tranh, nó nghĩ chiếm ganh đắc người ta, rồi nó nghĩ làm sao chiếm được cái sự nghiệp người khác, chiếm vợ người khác, rồi lấy của người ta, đủ chuyện. Vậy mà niệm Phật từ từ rồi cái những thứ này nó gọt từ từ. Nó lạ lắm. Câu Phật hiệu này lạ lắm, nên tổ sư mới nói là niệm lâu đi rồi áp dụng trong cuộc sống đi, rồi lúc đó sẽ biết được cái lợi ích của niệm Phật, rồi quý vị sẽ không bao giờ bỏ pháp môn Tịnh Độ đâu. Không bỏ pháp môn Tịnh Độ đâu quý vị à. Hay lắm. Nó nên một đoạn tổ dạy nè: phàm ít một phần ái luyến là ít một phần ràng buộc, ít một phần ràng buộc là ít một phần nghiệp chướng. Nhợt nhạt đối với duyên đời thì sâu đậm trong duyên Phật. Thế nên ai được như hạng người này, sống không lo âu, chết chẳng lo ngại, thật là người nên niệm Phật hạng nhất trong nhân gian. Ra công ít mà hiệu quả gấp bội. Hay chưa? Quý vị thấy lời tổ dạy, quý vị thấy gần gũi chưa? Lời tổ dạy á, những đức đọc sách qua chư tổ sư quý vị, lời dạy các ngài quý vị đọc là hiểu liền. Chứ không phải như một số người mà chỉ có văn tự học thức, họ nói cao siêu đó quý vị à. Họ nói mình nghe không có nổi à, nói trên trời dưới đất gì không à. Nhưng mà nhiều người mình công nhận hay, hay thiệt luôn á. Hỏi hay chỗ nào? Không biết. Không biết nên hay. Còn tổ sư là có tu có hành có chứng, các ngài nói mình phải biết, nói là mình hiểu liền à.
Nói ra là mình hiểu để cho mình hành. Tại vì Phật Pháp á, nó có văn tự và có thực hành. Còn mình chỉ đeo theo văn tự thôi mà không thực hành. Vậy thì quý vị không có một cái cảm giác gì với Phật Pháp chứ á. Nếu như 10 năm nay mà những đứa không thực hành với pháp môn tịnh độ này, những đứa cũng không có cảm giác gì đâu quý vị. Nếu 10 năm nay mà những đứa thường đi chỗ này chỗ kia là bỏ pháp môn tịnh độ rồi đó. Bỏ đó. 10 năm nay tu học không đi đâu hết, kiên trì giữ một phương pháp hành trì niệm Phật lễ Phật làm chính luôn. Càng tu càng hừng hực cái tâm quý vị coi. Quý vị mỗi lần gặp những đức là không thấy buồn. Ít bao giờ quý vị thấy những đức buồn lắm đúng không? Buồn chi cho nó khổ à, sống mà. Cái cõi đời này mà buồn làm chi nữa. Nó đã khổ quá nhiều rồi bây giờ còn buồn chi nữa. Giống như kẻ vác nặng đi lên núi cao mà bây giờ đã vác nặng đi không nổi rồi mà bây giờ chúng ta còn muốn để đồ nặng thêm nữa hả? Bây giờ tất cả những người đang ngồi ở đây, chúng ta giàu, nghèo, đẹp, xấu có trong đây nè. Quý vị thấy cái cõi đời này chúng ta, quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Ngồi gác chân đến chán suy nghĩ đi. Khi suy nghĩ đi, cái cõi đời này đúng là hạng người nào cũng khổ hết trơn á. Cái ông nghèo thì ông nói rằng trời ơi cái thằng giàu gì đâu nó sung sướng gì đâu, mình ước gì mình giàu. Còn cái thằng giàu thì nó nói rằng trời ơi tao giàu cho tao cũng khổ, mày đi làm công cho tao mày còn sướng hơn tao. Còn cái thằng làm công thì nó nói rằng trời ơi ông chủ ngồi quay phong ước gì mình được làm ông chủ. Còn con nhỏ này lấy cái thằng chồng xấu trai thì nói trời ơi ước gì chồng mình đẹp trai. Con nhỏ kia nó nói rằng trời ơi thà tôi lấy chồng xấu trai với cái thằng đẹp trai này tôi lo muốn chết luôn. Cái cõi đời này là nó khổ mà, nên cái cảnh nào nó cũng khổ tại nó giấu thôi. Tại nó giấu cái khổ nó không nói, chứ nó khổ te tua. Rồi có nhiều cô đẹp lắm, có địa vị mà cũng khổ te tua. Còn có nhiều cô xấu vô cùng, không ai nhìn tới thì cũng khổ te tua. Đúng là cứ khổ te tua. Tua te luôn. Khổ, đúng là đời này khổ, khổ khổ. Nên ai sanh mà cười? Ai sanh đến cõi đời này mà cười không? Tại vì sao? Vì cõi đời này khổ, làm sao mà sanh ra cười? Nếu mà người nào sanh ra mà cười là người này không phải là người phàm phu. Quý vị coi trong lịch sử coi Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra có khóc không? Không. Tại vì sao? Vì Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra cái cõi đời ngũ trược ác thế, nhưng Ngài không bị nhiễm. Ngài không có khổ. Ngài sanh ra Ngài không có khóc. Còn chúng ta sanh trong cái đời ngũ trược, chúng ta bị trược luôn, nên chúng ta khổ te tua, nên ai sanh cũng khóc. Những đức mà sanh ra trong chuồng bò luôn nữa, chứ đừng nói sanh trong nhà. Từ nơi đó quý vị biết rằng vừa sanh ra là ngửi cước bò rồi. Từ nơi đó quý vị biết rằng nó khổ lắm, nó đâu có đơn giản. Nên mình gặp được Phật Pháp là quý rồi. Nên tổ nói rằng phàm ít một phần ái liếc là ít một phần ràng buộc. Ít một phần ràng buộc là ít một phần nghiệp chướng. Đó. Vì nghiệp chướng là từ đâu? Ái luyến. Ái luyến là nghiệp chướng. Là chướng cái gì? Là chướng con đường tu mình nè. Chướng cái niềm vui mình nè. Chướng phát sinh trí tuệ. Người mà ái luyến nặng thì ngu si nhiều. Nên người mà ái luyến nặng là chướng đạo giải thoát. Nên trong kinh Phật mới dạy rằng ái không nhiễm không sanh ta bà. Nhiễm là nghiệp chướng. Y rang lời tổ dạy luôn, quý vị thấy phù hợp chưa? Nên bây giờ chúng ta tu học, chúng ta không phải là không thương người, mà là chúng ta không bị cái ái luyến buộc ràng. Chúng ta sống hết trách nhiệm của người làm cha, làm vợ, rồi hết trách nhiệm của người làm anh em, hết trách nhiệm của người làm chủ, hết trách nhiệm của người làm thầy. Nhưng chúng ta chỉ cần giữ được cái tâm của mình niệm Phật, đừng có đem những thứ được mất đó bỏ vào tâm. Như vậy thì quý vị là người niệm Phật đã giảm nghiệp chướng rồi đó. Nhớ. Nó quan trọng lắm. Tổ sư nhắc nhở mỗi câu là đặc biệt. Nhợt nhạt đối với duyên đời thì sâu đậm trong duyên Phật. À, thấy không? Có những cô, những chú vô chùa mình tu mà họ không chịu nhợt nhạt đối duyên đời. Tuy họ trong chùa tu mà họ đang cái tâm hướng gì đời, nên tu dài 3 năm thì chảy ra đời. Họ không chịu nhợt nhạt đối duyên đời. Làm sao họ đậm
trong viên đạo. Nếu như quý vị là ở ngoài đời khổ đau cùng cực, lo làm việc vô cùng, nhưng tâm luôn luôn hướng về đạo, là niệm Phật là đang hướng về đạo. Như vậy thì cũng gọi là ở ngoài đời nhưng lợt lạc viên đời. Lợt lạc viên đời là đối với giàu nghèo không quá nặng nề, giàu không dính mắc, nghèo không buồn phiền. Đây gọi là nhợt nhạt đối với viên đời. Còn nếu như quý vị mà mỗi ngày nặng nề mong giàu sang, giàu sang thì chấp nhất là người này nặng viên đời thì nhợt với viên đạo. Tự mình nghe đạo quý vị hãy kiểm nghiệm lại tâm mình đi. Càng tu coi cái tâm mình nó có nhợt nhạt đối với đời hay không. Mà đời nó đâu có tồn tại. Phật nói cái cõi đời này á, thành trụ hoại không, thăng sanh già bệnh chết. Như vậy thì chúng ta phải nhận thức được cõi đời này nó không tồn tại. Cõi đời này không tồn tại. Mấy chú ngồi phía trước đau chân cứ thẳng chân đừng ngại nha, không sao đâu. Nên á, phải nhợt nhạt đối với đời thì nhất định là nghiệp chướng sẽ nhẹ. Thí dụ như các cụ bây giờ ở trong chùa tu đi, các cụ nếu nhợt nhạt với cái duyên của gia đình thân bằng quyến thuộc ở ngoài thì các cụ sẽ tiến tu. Mà khi nhợt nhạt như vậy thì phát sinh trí tuệ, mình sẽ biết được rằng cái chuyện nhợt nhạt này không phải là bỏ họ, mà ta gầy dựng mình với nhân duyên đủ duyên để mình tu, mình đời này được giải thoát đi. Để rồi mình giải thoát rồi mình mới biết thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp mình đang sanh ở cảnh giới nào mình đủ năng lực để mà mình đến nơi đó để mà giúp đỡ họ mà mình không bị họ lôi kéo. Như vậy thì gọi là tạm xa họ nhất thời, mà chúng ta muốn cứu độ họ đời đời. Đặc biệt không? Hiểu được rồi thì nhất định là chúng ta sẽ buông xuống được liền, không nói chuyện. Còn quý vị mà không buông xuống, dính mắc thì làm sao? Thì chúng ta sẽ xa lìa khổ, vì một ngày nào chúng ta sẽ phải chết. Thì khi mà chết sẽ không chấp nhận xa nhau, nhưng phải xa nhau. Gọi là xa lìa khổ trong cái liếng ái mà phải xa nhau. Thì cái liếng ái xa nhau này nó sẽ quay quần trong cái lục đạo cõi. Lục đạo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chờ người Atula. Trong lục đạo nó quay quần, trong lục đạo này khổ đó. Đó. Nghe mà hiểu được rồi thì cái tâm của mình sẽ biết chọn phương hướng đi lắm quý vị. Hiện tại mà đang làm vợ khổ cỡ nào đi chăng nhưng mà không có khổ. Vì sao không khổ? Chắc có những cô ngồi dưới nói khổ muốn chết luôn chứ không khổ. Quá khổ luôn chứ không khổ gì thầy. Chồng con tối ngày cũng nhậu nhẹt không lo làm ăn cái gì. Con lo cho gia đình, lo cho mấy đứa con quá trời luôn, nheo nhóc mà. Ổng không lo phụ con mà thầy nói con không khổ lắm thầy. Khổ lắm. Thì bây giờ cứ khổ hoài thì cái nhân này nó cứ vậy hoài đó. Cái nhân này nó lôi nó thành cái quả khổ, kết thành quả khổ của tam đồ luôn đó quý vị chọn đi. Còn nếu như bây giờ trong lòng quý vị suy nghĩ rằng bây giờ sanh đến cõi đời này mà mỗi người ai mà không khổ như ngón tay, có ngón dài ngón ngắn, có ai mà trọn vẹn đâu. Từ nơi đó mà bây giờ mình làm người đến đây là cái nhân và cái quả. Bây giờ mình lấy nhầm ông chồng, ông ăn nhậu, ông bê tha không lo làm ăn. Mình thì làm vợ lo cho con, lo gia đình, lam lũ quá trời luôn. Mà bây giờ ông về ông khi nhậu nhẹt xong còn chửi mắng đánh đập mình. Mình nói rằng chắc là mình đã từng đối xử với ông như thế này trong đời kiếp nào. Nên đời này bây giờ ông đến để ông đòi nợ đây. Bây giờ may thay mình nghe được Phật pháp thôi, mình vui trả món nợ này đi. Để mình niệm Phật mình sanh về thế giới cực lạc, nhờ ông giúp cho mình nghiệp tiêu trong một đời này. Nên Phật mới nói rằng là các con hãy vui trả một đời ngắn ngủi này cho xong cái món nợ đời này đi. Vui trả đi mà các con có một phương hướng là các con niệm Phật cầu sanh cực lạc. Như vậy thì khi bỏ báo thân, ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn các con. Các con về thế giới cực lạc là chấm dứt khổ đau. Chấm dứt khổ đau. Con người sống nó phải có phương hướng vậy đó. Nên pháp môn tịnh độ này là cho tất cả những người khổ đau có phương hướng. Còn những người mà người ta quá vui vẻ, người ta chưa chịu tu đâu. Chứ thật sự thì pháp môn tịnh độ đều cho chúng ta phương hướng hết. Nhưng mà người đang vui vẻ phơ phớ à, mới có chồng rồi đó, chồng thương đồ, niệm ấm chăn im rồi đó, kêu đi niệm Phật A Di Đà Phật. Mà từ từ đi thầy, giờ mà niệm Phật cái gì? Cuộc sống thần tin. Chưa có niệm Phật đâu. Mai mốt ở tin. Tin lỗ mũi sưng dù dù, tin cái miệng sưng dù dù, rồi tin cái bụng bự và bá đi ển ển ển. Lúc đó
Lúc đó mới thấy, bây giờ mới nhớ đến thầy nói, lúc này ai với Đà Phật, lúc này mới ai với Đà Phật. Chồng con trời ơi đi đâu mất tiêu hết trơn. Cái bụng giờ này bự chà bá mà bây giờ đi gót nước phải bò bò mà đi. Chồng đó mất tiêu hết trơn. Đi làm tới phía giờ này mà chưa gì, biết đâu có đi theo con nào không. Thấy chưa? Lúc đó đó nghe, lúc đó nó mới thấy một cái cảm giác khổ. Còn cái kiểu mà mới có chồng chưa đâu, trời ơi, mới có chồng là không bao giờ tùy tu. Chưa đâu mà khi mà có con đồ, khi mà bị chửi, đánh te tua, lúc đó đó nghe, nó bắt đầu nó tiếp nhận Phật Pháp. Nên phàm phu chúng ta là khi khổ mới ôm chân Phật, các vị hiểu không? Khi gặp cảnh ngộ gì mới ôm chân Phật mới tu được. Còn nếu mà nó chưa có gì hết trơn, dù có tu đi tu đi chăng nữa, nó cũng tu chơi chơi. Nhưng nếu mà hiểu biết rồi, thà ngừa bệnh trước đi. Bây giờ dù chưa có gì nhưng mình tin cái cõi đời này sớm muộn cũng đến với mình. Ngừa bệnh trước, là mình tu trước, mình tin nhân quả trước, mình sống tốt đẹp trước đi. Để sự việc nó đến với mình, cái khổ là nó nhợt nhợt. Tại vì mình đã có được cái năng lực tu rồi. À, chúng ta chắp tay lên hồi hướng nè quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, vì nhớ là khi chúng ta vào đạo tràng mình tu, mình nghe pháp niệm Phật rồi cúng thứ thực phóng sanh này, giữ tâm thanh tịnh không có cái chuyện, giữ tâm thanh tịnh khi cúng nó lợi ích cho thân bằng quyến thuộc mình và chư hương linh lớn nhờ toàn thể đại chúng cúng. Tại vì nhớ chùa mình từ hôm nay có đọc cầu an cầu siêu từ cái ngày thường. Chứ đông thì nếu những đức đọc đó là mai mốt nó rất là nhiều rồi, chúng ta không có đọc hết được, nên chúng ta hồi hướng chung là nó phiên bản nhất. Còn cái điện ghi thì cứ ghi để đây gì để chứng minh cũng được không sao nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Thọ Thắng Thầy Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng thầy gia ông tập khu đình hộ pháp, pháp bồ đề tâm kinh niệm Phật lễ Phật không sao mà có ý thức. Mà đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu ai thấy nghe điều pháp năm bồ đề hết một bát thân này sanh về khỏi cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem toàn thể công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là tại lão hòa thượng viện chủ và toàn thể đại chúng, nguyện cho tất cả các vị thân tâm thuận an lạc, điều pháp bồ đề tâm niệm Phật tịnh cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cổ quyền thân tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong nhiều thời nhiều kiếp trong đời này, và trên hương linh hai nhân và người pháp hai chiến sĩ tử vong đọc vào tử nạn thập nhị loại vô hồn ngạ quỷ hà sa cổ vị vô danh hữu danh vô vị đều được hưởng những công đức này, đều pháp bồ đề tâm niệm Phật vu xuống các tâm hạng thù trong nhiều đời nhiều kiếp, điều mang cái tâm tha thứ chí thành niệm Phật. Đức Phật A Di Đà đã phát lên lời nguyện thứ 18, tất cả chúng sanh khi nghe danh hiệu của ngài chỉ càng chí tâm tin ưa thích niệm danh hiệu của ngài và phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì ngài là Đức Phật A Di Đà nhất định sẽ tiếp dẫn chúng sanh và bạn sanh về thế giới phương cực lạc. Bây giờ chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai và tất cả những người chết trong dịch bệnh COVID-19 đều là những chúng sanh khi thọ mạng đến chúng ta chết đi trong những cái dịch bệnh hoặc là trong những cái kiếp nạn, hoặc là mình chết bị xe đụng hay là lửa cháy hay là chết, tất cả những cái nạn gì đều là do thọ mạng đến mà chết. Hôm nay quý vị nghe được pháp môn tịnh độ nên phát bồ đề tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù và chấp nhất cái cõi đời này, quyết chí niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung âm hương những tiếng từ tầm quý.
nguyện trị thử công đức vô cầm ư nhân thiệt. Ngà đặng dự phật tử giai công thành phật đạo, như đăng hổ tình chúng ngã kim thi ngự cung. Từ thần thiên thần phương dẫn thiên thần thần, nguyện trị thử công đức vô cầm ư nhân thiệt. Ngà đặng dự hổ tình giai công thành phật đạo, như đăng cô hồn chúng ngã kim thi ngự cung. Phương dẫn thiên cô hồn thần, nguyện trị thử công đức vô cầm ư nhân thiệt. Ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vấn đạo, an hùng lục lắm ta bà ha, an hùng lục lắm ta bà ha, lục lắm ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việt dựng ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việt dựng ra hồng, bà và việt dựng ra hồng. Gia trì chú thực Diệu Gia Đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực Diệu Gia Đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực Diệu Gia Đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực Diệu Gia Đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh nộ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiến độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình hộ pháp, pháp bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã thảo các vọng nghiệp từ đầu vô tỷ kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được trí tuệ thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vàng sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vàng sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vàng sanh.
chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi tuần chủ nhật gì nè quý vị, chúng ta phóng sanh gì nè mà dẫn con cháu theo, và những người mà ta ai bị bệnh rồi đó, vì dẫn theo mà ta đến cộng tu gì, cái tâm mà ta nói vui vẻ, ta hết bệnh hay lắm nha. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.